Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2151. Cụ ta vội vàng vung cây giáo dài trong tay, múa ra bóng thương đầy trời mới miễn cưỡng chặn được dư chấn lan tới. Răng rác, ở phía xa, một ngọn núi nhỏ bị dư chấn đánh trúng, san bằng một cách thẳng thừng. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, luồng hoa bạc kia lại hóa thành tia sáng, bay về trong tay Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh lúc này tỏa ra thứ ánh sáng bạc trắng chói lọi, trông vô cùng kỳ dị. Ahesanjin khiếp đảm nhìn con dao quân đội trong tay Tiêu Chính Văn, lông mày nhíu chặt, vũ khí cấp thánh. Sao cậu lại có vũ khí cấp thánh? Tiêu Chính Văn cười mỉm không đáp. Thiên Sơn Thư Lục từng có ghi chép về vũ khí cấp thánh. Nhưng con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn không phải vũ khí cấp thánh gì cả. Mà là do thực lực của Tiêu Chính Văn lúc này đã đạt đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, có khả năng ngưng tụ từ trường. Vì vậy, con dao quân đội năm cạnh này mới kỳ dị như thế. Tuy linh huyết đan chỉ giúp Tiêu Chính Văn nâng cao thực lực trong vòng 2 giờ. Nhưng đối với người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến như Tiêu Chính Văn mà nói thì 2 giờ là quá đủ. Hừ, vũ khí cấp thánh thì đã sao? Trong đôi mắt đỏ tươi như máu của Dakra thoáng qua tia sáng độc ác. Giây tiếp theo, ngay dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện vô số cây mây và dây leo màu đỏ máu. Trong nháy mắt, những cây mây và dây leo đỏ máu này quấn lấy hai chân Tiêu Chính Văn. Giết hắn, thân hình Dakra lóe lên, hóa thành một cái bóng máu, vọt đến chỗ Tiêu Chính Văn. Dây leo máu của Dakra có tác dụng gây tê, cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao bị dây leo máu của ông ta quấn lấy cũng sẽ mất đi năng lực hoạt động. Vua Lion cười nhạo. Giọng nói hết sức lạnh lùng, mặc dù ban nãy cụ ta không biết Tiêu Chính Văn đã làm thế nào để ngăn cản đòn công kích của cả 4 người họ, nhưng thủ đoạn của cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao có rất nhiều, một tên mới bước vào cảnh giới thiên thần 1 sao như Tiêu Chính Văn sao có thể đoán biết được chứ? Mỗi một cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đều có một đòn hiểm đặc biệt, hơn nữa, thủ đoạn và con át chủ bài cũng rất nhiều. Trông thấy bóng máu bay đầy trời, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày. Đây là thuật phân thân vô hạn mà Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép. Nhìn bên ngoài, đó chỉ là một mảng bóng máu cực lớn, nhưng đối phương lại giấu thân phận thật sự của mình trong đó. Đây là một loại ảo thuật cao cấp, cũng là một đòn hiểm vô cùng mạnh mẽ. Đối phó với cú đánh này chỉ có một cơ hội, nếu không thể đâm trúng đối phương ngay lập tức chỉ bằng một đòn thì hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. Thấy bóng máu đầy trời cách Tiêu Chính Văn càng lúc càng gần. Ahesanjin và vua Arthur đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt đang hóng chuyện vui. Phân thân bóng máu của Dakra, ngay cả hai người họ còn thấy sợ hãi sâu sắc. Huống hồ chỉ là một kẻ cảnh giới thiên thần 1 sao. Nhưng bọn họ cười chưa bao lâu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng nhìn thẳng bóng máu vô biên kia. Cút, chỉ một chữ cút như mang theo sấm rền từ 9 tầng trời cao, nổ ầm vang khắp chu vi 9 mét xung quanh ngay lập tức. Thậm chí ngay cả không gian trong trời đất này cũng xuất hiện vài vết rách. Chương 2152. Bóng máu đầy trời trước mắt Tiêu Chính Văn bỗng tan biến không chút dấu vết. Còn Dakra cũng bị một áp lực vô hình của đất trời đánh bay ngược về. Đám cây mây và dây leo màu máu cũng gãy thành vô số mảnh nhỏ, lũ lượt tan biến. Nụ cười trên mặt Ahesanjin cứng đờ. Chỉ một chữ cút mà đã phá vỡ tuyệt chiêu của Dakra ư. Những người đứng dưới xem cuộc chiến cũng kinh hồn khiếp đảm. Đây mới chỉ là hiệp một thôi mà ác liệt đến mức độ này rồi à. Tiếng rồng gào thét ban nãy của Tiêu Chính Văn cũng không phải sóng âm công kích đơn giản, mà là sóng trùng kích được ngưng tụ từ năng lượng mạnh mẽ của từ trường. Mấy ngọn núi nhỏ và một khu rừng bên cạnh bỗng biến mất không dấu vết. Thảo nào lại có người nói, một thiên thần có thể tàn sát cả ngàn dặm. Đại chiến giữa các cường giả cảnh giới thiên thần nhất định sẽ hủy thiên diệt địa. Tiêu Chính Văn, xem ra bọn tôi đã xem thường cậu rồi. Cậu không phải là cảnh giới thiên thần 1 sao. Ahesanjin là người đầu tiên hiểu ra. Thiên thần 1 sao tuyệt đối không thể chỉ dùng một tiếng giống giận là hóa giải được đòn công kích của Dakra, lại còn khiến Dakra bị thương nhẹ. Cái này có liên quan tới cảnh giới à? Ngược lại tôi còn thấy, da mặt mấy người rất dày. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu thật sự không phải người bình thường, đáng tiếc, kinh nghiệm thực chiến của cậu quá ít ỏi. Vừa nói, Ahesanjin đột nhiên vung tay lên thanh giáo dài, bầu trời đột nhiên điên đảo lẫn lộn ngày đêm, muôn vàn ánh sao đột nhiên xuất hiện.
Cảnh tượng này khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy khá tương đồng với đêm tối vô tận mà anh từng ngộ ra trên người ông lão Long tộc. Chẳng qua, trận pháp của Ahesanjin chẳng khác gì phiên bản kém cỏi hơn. Hôm nay, bản vương sẽ khiến cậu chết trong biển sao trời mênh mông này. Theo tiếng giống của Ahesanjin, vô số ánh sao nháy mắt xa xuống, trong chốc lát đã ngưng tụ lại thành một cột sáng, bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Andre cũng hoảng hốt. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Ahesanjin. Trong một lần chiến dịch, khi đại quân của Ahesanjin sắp bại trận, bất chợt, ban ngày bỗng biến thành đêm tối, trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao lấp lánh. Trong nháy mắt, hệt như giải ngân hà sụp đổ, toàn bộ quân địch đều bị giết sạch. Tiêu Chính Văn lập tức bị chìm ngập trong màn sáng ấy, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Tiêu Chính Văn bị màn sáng phủ xuống như đột ngột bị giam cầm, không thể động đậy. Vào thời khắc này, vua Arthur lại lần nữa giơ thanh kiếm dài lên, hào quang vô tận tỏa ra, vô cùng chói mắt. Dưới màn đêm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ cao hơn ngàn mét, trong phút chốc chém về phía đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2153. Vào khoảnh khắc thanh kiếm cực lớn đó giáng xuống, cả núi tuyết đều chấn động kịch liệt. Ngọn núi cao vút tầng mây bị kiếm khí tác động mà phân làm hai, nứt toác ra thành một kẻ hở gần một cây số chỉ trong nháy mắt. Tất cả mọi người bên dưới đều không tự chủ mà phát run. Tiêu Chính Văn đứng trong màn ánh sáng lại già đi nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mái tóc dài màu đen trở nên bạc trắng chỉ trong khoảnh khắc. Là trận pháp thời gian. Trong lòng Tiêu Chính Văn chấn động mạnh mẽ, dưới chân anh đột nhiên xuất hiện hoa văn cực lớn hình tròn có màu đỏ trắng đan xen. Cá âm dương, khi hai con cá âm dương dưới chân chuyển động luân phiên với tốc độ cực nhanh, sức sống của Tiêu Chính Văn gần như bị rút cạn, một làn tử khí tràn lan ra khắp cơ thể Tiêu Chính Văn. Đồng thời, vị trí ngực của Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe ra một tia sáng màu trắng tinh khiết. Sinh tử luân hồi. Đây chính là luồng hơi thở mà Tiêu Chính Văn cảm nhận được ở Côn Luân, uy thế lớn mạnh xưa nay chưa từng có được bộc phát ra từ trái tim rồng Bạch Long. Dù thời gian trôi qua như thế nào cũng không có cách nào cướp đi được sinh linh bị bao vây bởi tử khí. Khoảnh khắc này, thời gian giống như đang dừng lại trên người Tiêu Chính Văn, dù Tiêu Chính Văn đã tuổi già sức yếu thế nhưng vẫn giữ lại được một chút đặc trưng sinh mệnh cuối cùng. Hừ, Ahesanjin không khỏi hít sâu. Vạn vật trong thế gian đều không trốn tránh được dòng chảy của thời gian. Không chỉ là con người, dù là cỏ cây hoa lá thì cũng sẽ khô héo và tàn lụi trước thời gian. Thế nhưng dù có thế nào thì chút sức sống cuối cùng của Tiêu Chính Văn cũng không thể bị cướp đi, đây dường như là một kỳ tích. Trên người hắn có gì đó rất kỳ dị, mau, giết chết hắn, Ahesanjin phát ra một tiếng gầm kinh động trời đất, kẻ không sợ hãi trước dòng chảy của thời gian. Nếu như cứ để cho hắn phát triển thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào đây? Giết, Dakra đột nhiên cắn đứt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu đó hóa thành một thanh kiếm dài màu đỏ huyết, ánh đỏ chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn già nua chỉ trong nháy mắt. Gừ, một tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa vang lên, khí thế của vua Lion lập tức dâng cao tới cực hạn, hóa thành một tia sáng lấp lánh đâm thẳng vào ngực của Tiêu Chính Văn. Ba luồng hơi thở khủng bố cứ thế lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bị giam cầm trong luồng sáng, cơ thể già yếu đang khẽ run lên, chỉ có thể mở to mắt nhìn mấy đòn hiểm đó lao thẳng về phía mình. Hừ, kết thúc rồi. Chương 2154. Herod thở dài một hơi. Cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn không thể né tránh được đòn liên thủ của bốn cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn. Cậu đã quá coi thường Âu Lục chúng tôi. Sự lớn mạnh của Âu Lục đâu phải là thứ mà một kẻ đời sau như cậu có thể dẫm đạp. Hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải đổ máu tại nơi này, để cho người Hoa Quốc vĩnh viễn không dám đặt nửa bước chân vào Âu Lục thêm nữa. Giọng nói của vua Lion vang vọng khắp không gian, thậm chí còn truyền ra xa cả nghìn dặm. Giây phút này, bốn cường giả cảnh giới thiên thần gần như cùng lúc phát ra tiếng gầm giận dữ. Lúc này, Phiêu ẩn đờ đẫn nhìn lên không trung, người đàn ông bị trói buộc trong luồng sáng đó dù có chết vẫn ngẩng cao đầu. Đã thấy chưa, mặc dù Tiêu Chính Văn rất mạnh, cậu ta cũng khiến cho tôi rất ngạc nhiên, thế nhưng bốn cường giả cảnh giới thiên thần đồng thời ra tay, cậu ta có thể chống đỡ nổi sao? Cậu ta không nên tiêu diệt hết Vương Thất Lý Tâm,
điên cuồng thì phải trả một cái giá rất đắt. Yên Can âm trầm thở dài một hơi. Rầm, thanh kiếm của vua Arthur chém thẳng lên trên người Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, cơ thể thoạt nhìn già yếu, thậm chí đứng còn chẳng vững của Tiêu Chính Văn lại phát ra một tia sáng màu đỏ. Mặc dù nhát kiếm đó chém rất chuẩn lên trên người Tiêu Chính Văn, nhưng lại chẳng thể đâm xuyên qua tia sáng màu đỏ đó. Cái gì? Vua Arthur không khỏi kinh ngạc. Nhát kiếm này của cụ ta đã được dồn hết toàn lực, thế nhưng lại bị tia sáng màu đỏ trên người Tiêu Chính Văn ngăn chặn lại. Cậu chết đi, thanh kiếm máu của Dagra cũng đồng thời chém xuống. Thế nhưng khi kiếm của cụ ta chạm vào tia sáng màu đỏ đó thì hóa thành bụi máu và tan biến đi trong gió. Cái gì? Dagra sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, thân hình lập tức hóa thành bóng máu bay ngược ra xa mấy trăm mét. Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc tới độ trợn mắt há hốc miệng. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ còn đường chết, thế nhưng kết quả lại khiến cho người ta quá bất ngờ. Đầu tiên là thanh kiếm của vua Arthur bị bắn ngược lại, tiếp theo đó kiếm của Dagra bị dung hòa chỉ trong nháy mắt. Chuyện này rõ ràng khiến cho người ta không thể tin nổi. Thanh kiếm dài của vua Lion mới lao được nửa đường thì cụ ta cũng mạnh mẽ thu lại, hết sức cảnh giác nhìn về phía tia sáng màu đỏ đang bảo vệ quanh người Tiêu Chính Văn. Mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn vẫn chưa hề bị thương, nhưng bất cứ ai cũng đều nhìn ra được lúc này anh chỉ có thể tự bảo vệ chính mình. Căn bản không có cách nào thoát ra được từ trong luồng sáng đó, cũng có thể nói, Tiêu Chính Văn chỉ có thể để mặc cho người ta tùy ý chém giết. Chỉ cần phá bỏ được tia sáng màu đỏ trên người anh thì lập tức có thể dồn anh tới chỗ chết. Chương 2155. Chết đi cho tôi, Ahesanjin mạnh mẽ phi thanh giáo dài màu bạc mang theo uy thế khủng khiếp lao thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn. Keng, cùng với một tiếng vang rất lớn, ánh lửa lóe ra tứ phía từ bên trên thanh giáo dài, tia sáng màu đỏ bảo vệ cho Tiêu Chính Văn rõ ràng cũng yếu đi vài phần. Chết đi, Ahesanjin và vua Arthur đồng thời ra tay, một giáo một kiếm luân phiên đâm về phía Tiêu Chính Văn. Liên tiếp mấy chục nhát giáo và hơn trăm nhát kiếm cùng chém lên trên người Tiêu Chính Văn chỉ trong vòng vài giây. Mà tia sáng màu đỏ bảo vệ anh cuối cùng cũng nhạt dần. Mọi người đang có mặt nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Bị bốn cường giả lớn ở cảnh giới thiên thần luân phiên tiến công, có thể kiên trì trụ lại tới bây giờ quả thực là một kỳ tích. Andre, ông còn đợi cái gì nữa? Cậu ta đã yếu tới cực điểm rồi, còn không mau gia nhập với chúng tôi cho cậu ta một đòn kết liễu. Vua Lion lớn tiếng gào lên với Andre lúc này vẫn đang ở bên dưới quan sát. Đối diện với trận chiến đấu ở cấp độ này, mấy cường giả ở cảnh giới thiên vương căn bản đều là vô dụng. Chỉ có duy nhất cường giả ở cảnh giới thiên thần mới có thể khiến cho cường giả ở cùng cảnh giới này bị thương mà thôi. Bây giờ, bốn người bọn họ bao vây tấn công Tiêu Chính Văn gần như đã dồn hết toàn lực. Thế nhưng Tiêu Chính Văn vẫn kiên trì cho tới hơi thở cuối cùng, lúc này, chỉ cần có thêm một chút sức mạnh. Có thêm một cường giả ở cảnh giới thiên thần nhập hội thì nhất định có thể dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Vua Lion thật sự cuống cuồng hết cả lên. Dù gì bốn người bọn họ luân phiên tiến công lâu như vậy, tia sáng màu đỏ trên người Tiêu Chính Văn cũng chỉ nhạt bớt đi kha khá mà thôi chứ anh vẫn chưa hề sụp đổ. Mà thể lực của mấy người bọn họ thì đã hao hụt đi rất nhiều. Dù là cường giả ở cảnh giới thiên thần thì cũng không thể cứ tiếp tục tiến công cao độ mãi như vậy. Nếu như Tiêu Chính Văn thoát được lần này, sau này bốn người bọn họ nhất định sẽ bị Tiêu Chính Văn lần lượt tính sổ. Bốn người liên thủ vẫn không thể đàn áp được Tiêu Chính Văn, một khi bị Tiêu Chính Văn tính sổ từng người, kết quả không cần nghĩ cũng biết ngay được. Andre liếc nhìn vua Lion, trong mắt ngập tràn vẻ do dự. Andre, ông điếc rồi à? Vua Arthur gào lên với Andre. Năm người chúng ta cùng liên thủ giết cậu ta đi. Hai mắt Dagra đỏ ngầu. Gào sắp sát cổ bỏng họng. Máu huyết khắp người cụ ta đã dâng trào lên tới cực điểm, dù là như vậy thì vẫn không có cách nào đâm thủng được tầng sáng màu đỏ mờ nhạt kia. Cảm giác mà Tiêu Chính Văn mang tới cho cụ ta thực sự quá nguy hiểm, bắt buộc phải giết chết cậu ta ngay tại nơi này. Nếu không, sau này cụ ta cũng sẽ chẳng còn ngày nào được yên ổn nữa. Nếu đổi lại là khi trước, Andre nhất định sẽ không chút do dự gia nhập vào chiến đoàn. Liên thủ với bốn cường giả cảnh giới thiên thần để đối phó với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra trên vùng biển quốc tế thật sự là cú đả kích quá lớn với Andre. Mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn giống như một con cừu non nằm đó đợi bị giết thịt,
thế nhưng ông ta vẫn thầm cảm thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa tung ra hết con át chủ bài của mình. Lỡ như Tiêu Chính Văn chỉ đang nhử địch, ông ta mà ra tay thì không phải là tự tìm đường chết hay sao? Nghĩ tới đây, Andre vội vàng lắc đầu nói, không. Tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với Tiêu Chính Văn. Hôm nay tôi chỉ đến quan sát trận đấu mà thôi. Andre đột nhiên ngẩng đầu lên, bình thản nói. Chương 2156. Quyết định này đối với Andre mà nói chẳng khác nào hoàn toàn đoạn tuyệt với mấy gia tộc lớn ở Âu Lục, thậm chí có thể sẽ bị gia tộc cai trục xuất. Nhưng ông ta không còn cách nào để thuyết phục bản thân. Lúc này Tiêu Chính Văn hoàn toàn khác với lúc ở trên biển ngày hôm đó. Và còn rất nhiều bản lĩnh mà ông ta đã từng thấy vẫn chưa phát huy hết. Ông ta thực sự không thể thuyết phục được bản thân rằng Tiêu Chính Văn đã đến mức độ kiệt sức. Mặc dù ông ta không biết tại sao Tiêu Chính Văn không đánh trả, nhưng ông ta lại rất rõ thực lực thật sự của Tiêu Chính Văn đáng sợ thế nào. Đặc biệt là màn sáng vàng quỷ dị đó gần như có thể cản được tất cả những đòn tấn công trên thế giới. Nếu Tiêu Chính Văn bằng lòng, thậm chí anh vốn không cần phải chịu sự trấn áp mạnh mẽ như vậy. Andre, nếu như hôm nay ông không ra tay, ông sẽ trở thành tội nhân của cả Âu Lục. Vua Arthur giận dữ hét lên lần nữa. Andre cắn răng, khẽ nhắm mắt lại. Giây phút này, ông ta thật sự không cách nào thuyết phục được bản thân, cho dù thật sự sẽ trở thành tội nhân của Âu Lục, ông ta cũng không muốn mạo hiểm. Ngay lúc Andre đang đấu tranh kịch liệt trong lòng, đột nhiên trên trời vang lên một tiếng động mạnh. Khi tiếng động lớn này vang lên, hình cá âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xoay với tốc độ cực nhanh. Tất cả cây cối xung quanh trong chớp mắt đã khô héo. Ngay cả đám người đang theo dõi ở phía dưới trong nháy mắt đều đã già đi mười mấy tuổi. Andre chợt cảm thấy dường như có một sức hút mãnh liệt đang hút một thứ gì đó rất quan trọng ra khỏi cơ thể ông ta. Andre bỗng mở mắt ra, không thể tin được mà nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn trong ánh sao đang hồi phục vẻ thanh xuân và sức sống với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chuyện này là không thể nào. Tiêu Chính Văn, cậu, phải, chết. Ahesanjin trừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Chính Văn đã khôi phục lại dung mạo trong nháy mắt. Hơn nữa mái tóc cho xám cũng dần dần biến trở lại thành màu đen, trong lòng cụ ta vô cùng kinh hãi nhưng đồng thời lại càng hạ quyết tâm phải diệt trừ người này. Không, không hay rồi, chạy mau. Vua Arthur là người đầu tiên phát hiện điểm bất thường, cây cối hoa lá xung quanh đã khô héo trong chớp mắt, hẳn là do bị cướp đi tất cả sinh khí. Nói cách khác, có lẽ Tiêu Chính Văn thông thạo trận pháp bí mật sinh tử, hoặc là anh đã sở hữu trái tim rồng Bạch Long. Đó là bảo vật tối cao khống chế sự sống và cái chết, muốn giết chết người hợp nhất với trái tim rồng Bạch Long cực kỳ khó khăn, cho dù có thêm 10 cường giả cảnh giới thiên thần cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được. Chương 2157. Mà một khi sinh lực của Tiêu Chính Văn được phục hồi, mấy người bọn họ cũng khó tránh khỏi tai họa. Tiêu Chính Văn vừa rồi vẫn luôn ở thế bị động, nên không phải bởi vì anh thật sự không tránh được, mà bởi vì anh đang cảm nhận sự sống và cái chết. Mãi cho đến khi anh già đến hơi thở cuối cùng, mới khóa chặt lại sự sống cuối cùng của mình bằng tử khí. Đây là một bản lĩnh cao cỡ nào? Cực điểm của cái chết là sự sống. Cực điểm của sự sống là cái chết. Thiên cơ này không phải chỉ cần có thực lực là có thể hiểu thấu được, nó còn cần đến trí tuệ và sức hiểu biết cực cao. Một đối thủ như thế thật đáng sợ, còn mấy người bọn họ lại trở thành những công cụ luân hồi sinh tử cho sự lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn. Một luồng khí vô cùng mãnh liệt đang hồi sinh trên cơ thể của Tiêu Chính Văn, khí thế đó xông thẳng lên trời, rồi lao thẳng địa phủ. Trời đất gió mây đều đang thay đổi vì nó. Thậm chí ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng đang vỡ vụn. Không, không, giết hắn đi, Ahesanjin rất không cam tâm mà giận dữ giống lên. Chỉ có điều, cho dù các đòn tấn công của bọn họ có tập trung mạnh cỡ nào, thì khi rơi vào người Tiêu Chính Văn cũng không thể ngăn cản hơi thở của Tiêu Chính Văn cứ thế dâng cao. Khi tiếng động lớn vang lên, những vầng sao sáng tạo thành một màn sáng phát ra một trận rung động. Phá, Tiêu Chính Văn đột ngột gầm lên. Sóng âm như hải triều xông thẳng về màn sáng bạc. Rắc rắc, cuối cùng màn sáng bạc cũng không chịu nổi sức ép mạnh mẽ này, trong chốc lát đã vỡ tan. Cùng lúc đó, bầu trời sao trên đầu mọi người cũng lập tức vỡ nát. Mặt trời lại mọc lên rạng rỡ, ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng khắp nơi. Một luồng khí tức mênh mông ngang ngửa trời đất lập tức bị áp chế.
Đám người vua Arthur ngay lập tức cảm thấy khó chịu như có một sức ép vô cùng mạnh mẽ, như thể đang vác một ngọn núi trên vai. Vào lúc này, Ahesanjin và Dakra cũng đã nhìn ra được ý đồ của Tiêu Chính Văn. Lại dám lợi dụng bọn họ để tập luyện trận pháp. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao đang đùa bỡn với bốn thiên thần huyền cấp hai sao trong tầm tay. Đúng là đang sỉ nhục bọn họ, đặc biệt là Ahesanjin, đã hơn ngàn năm qua chưa từng có một ai dám tập luyện trận pháp trong lúc đang giao chiến với cụ ta. Chương 2158. Mà Tiêu Chính Văn lại coi cụ ta như một đối tượng tập luyện ở trước mặt mười mấy ngàn người. Nhìn bản lĩnh của mấy ông cũng chỉ có nhiêu đó thôi, tiếp theo đây đến lượt tôi rồi. Tiêu Chính Văn đứng chắp tay, mở miệng nói một cách thách thức. Nghe thấy những lời này, Andre không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cũng may vừa rồi mình không tham gia, nếu không, thật khó tránh khỏi cái chết. Tiêu Chính Văn không phải là người hiền lành. Tất cả mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm, sao Tiêu Chính Văn lại không bị thương chút nào thế? Lúc này vua Arthur đã hơi sợ, từ khi nào thực lực của cường giả thiên thần một sao lại mạnh như vậy? Cụ ta gần như đã dùng hết tất cả những gì đã học được trong suốt cuộc đời mình, hơn nữa còn hợp sức lại với ba thiên thần huyền cấp 2 sao vẫn không thể đánh người thanh niên Hoa Quốc này bị thương. Cứ đánh tiếp như vậy, bọn họ đâu còn cơ hội thắng. Ánh mắt Tiêu Chính Văn đang nhìn về phía Ahesanjin. Không phải ông nói, hôm nay phải giết tôi sao? Được thôi, đến giết tôi đi. Vừa nói, đột nhiên Tiêu Chính Văn bước ra một bước, ánh sáng bạc trong tay lập tức lóe lên. Con dao quân đội năm cạnh bay thẳng về phía Ahesanjin. Con dao quân đội năm cạnh nhanh như chớp, trong chốc lát đã đâm mạnh vào ngực của Ahesanjin. Trong cả quá trình, thậm chí còn chưa đến một phần 10.000 giây, Ahesanjin vốn vẫn chưa kịp phản ứng thanh giáo dài màu bạc trên tay đã bay ra ngoài. Từng mảnh giáp trên người cụ ta lần lượt rơi xuống, cả người cụ ta đều bị hất văng vào ngọn núi tuyết đối diện. Trong chốc lát ngọn núi tuyết phía đối diện đã bị cả người Ahesanjin xuyên thủng, một bóng người mờ mịt lao thẳng qua núi, đánh sập một ngọn đồi rồi rơi thẳng xuống đất. Dakra bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Còn chưa đợi cụ ta kịp ra tay, tia sáng bạc lại lần nữa bay về phía cụ ta với một vòng cung đáng kinh ngạc. Trong chốc lát con dao quân đội năm cạnh đã xuyên thẳng qua ngực Dakra, bắn ra một mũi tên máu, rơi xuống giữa không trung. Cậu, sao có thể làm được? Dakra nhìn thấy lỗ máu cực lớn trước ngực mình, không cam lòng mà nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cụ ta là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, cơ thể của cụ ta sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Ông sẽ không bao giờ hiểu được, trận pháp không phải được sử dụng như các ông dùng đâu. Chương 2159. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn cụ ta, quay người đi về phía vua Arthur và vua Lion. Con dao quân đội năm cạnh vẽ ra một tia ánh bạc, dừng lại ở khoảng không bên tay phải của Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc anh giơ tay đã lấy đi mạng sống của một cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao. Một trong số đó còn là tín ngưỡng thực sự của Âu Lục, Ahesanjin. Giết người một cách quyết đoán như vậy với sức mạnh kinh người. Trong lòng vua Arthur và vua Lion chấn động mãnh liệt, Tiêu Chính Văn lúc này thật sự giống như một vị thần giáng thế. Vốn không phải là người mà bọn họ có thể địch nổi. Tất cả những điều này nói ra thì rất chậm nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thậm chí ngay cả đám đông theo dõi ở phía dưới cũng chưa kịp định thần lại thì hai nhân vật truyền kỳ của Âu Lục đã mất mạng. Không, tôi không thể chết được. Vua Lion nói xong, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng chưa đợi cụ ta bước ra một bước đầu tiên, một đường ánh bạc đã lướt qua cổ cụ ta, để lại một vết máu nhỏ. Phụt máu bắn tung tóe. Đầu của vua Lion lăn từ trên cao xuống đất. Lại là một xác chết khác rơi trên đỉnh núi tuyết. Tiêu Chính Văn, cậu không thể giết tôi là con cháu của Caesar. Sắc mặt vua Arthur kinh hoàng hét lên. Cho dù ông là con cháu của chúa thì cũng phải chết. Tiêu Chính Văn chỉ tay, con dao quân đội năm cạnh bay thẳng qua. Thấy con dao quân đội năm cạnh đang lao về phía ngực mình, vua Arthur vội vàng giơ thanh kiếm lên đỡ đòn. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm cực lớn, con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua thanh kiếm dài, hơn nữa không hề giảm tốc độ đâm thẳng vào ngực vua Arthur. Cậu, sao cậu lại có sức chiến đấu của cảnh giới thiên thần 3 sao? Đến khi chết vua Arthur vẫn không hiểu tại sao. Rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ mới có thực lực thiên thần 1 sao,
sao cảnh giới có thể đột phá lên đến hai bậc vậy? Ông không cần biết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Khoảnh khắc con dao quân đội năm cạnh quay ngược lại, lần nữa đâm vào vua Arthur từ đằng sau. Bùm, cơ thể vua Arthur biến thành một màn xương máu rồi tan biến trong không trung. Chương 2160. Thanh kiếm của cụ ta cũng vỡ thành từng mảnh rồi phân tán trong không trung. Bốn cường giả cảnh giới thiên thần, niềm tin mạnh nhất của Âu Lục đều biến thành khói bụi trong tích tắc. Mọi người xem trận chiến bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống. Lúc này trong mắt họ Tiêu Chính Văn chính là thiên thần giáng trần. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn vào trong cái hố hình người ở đằng xa, sau đó vung tay lên, cơ thể máu thịt lẫn lộn của Ahesanjin lập tức bay lên. Một tay xách cổ áo Ahesanjin, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt, trầm giọng hỏi, Âu Lục mạnh lắm sao? Lúc này Ahesanjin đâu còn sức để đáp lời. Xương cốt cả người từ trên xuống dưới đều bị đánh gãy, cụ ta là cường giả sắp bước vào cảnh giới thiên thần ba sao đấy. Chí ít trước khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cụ ta chính là người mạnh nhất ở cả Âu Lục. Nhưng lúc này cụ ta chẳng còn sức để vung nắm đấm lên nữa. Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn khiến cụ ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cụ ta đã nhìn thấy tình trạng chết của ba người kia, cụ ta không muốn chết. Đạt đến cấp bậc của cụ ta, đã thầm xem thường những thứ tầm thường ngoài thế giới, thể diện hay vinh nhục gì đó đều không quan trọng nữa. Chỉ cần cụ ta còn sống thì vẫn còn cơ hội trở mình. Giết tôi, ông xứng sao, bốn người các ông tự xưng là mạnh nhất Âu Lục nhưng mặt dày không biết xấu hổ muốn ỉ nhiều đánh ít, chỉ dựa vào các ông mà cũng dám hoành hoang lớn lối trước mặt tôi à. Ahesanjin há to miệng nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng. Cụ ta cảm thấy cực kỳ hối hận, Vương Thất Lý Tâm bị giết sạch có liên quan gì đến cụ ta. Chẳng qua bản thân chỉ muốn tạo ra cảm giác tồn tại trước khi cường giả ngoài lãnh thổ quay về, để người Âu Lục biết cụ ta vẫn còn sống. Nhưng kết quả lại khiến cụ ta không thể lường trước. Cứu, cứu tôi, Ahesanjin nhìn Andre bằng ánh mắt van xin. Cụ ta mong Andre có thể giúp mình cầu xin với Tiêu Chính Văn biết bao, hy vọng Tiêu Chính Văn có thể tha cho cụ ta một mạng biết nhường nào. Andre bất lực cười nói, tôi đã khuyên các ông là hòa hợp mới quan trọng ngay từ đầu rồi, nhưng các ông thì sao? Chẳng phải nói Andre tôi phản bội Âu Lục à? Vừa lúc nãy thôi, chẳng phải các ông còn mở miệng ra là gọi tôi kẻ phản bội sao? Bây giờ ông còn mặt mũi kêu cứu với tôi. Ahesanjin, trước đây tôi thật sự rất kính trọng ông, nhưng bây giờ ông chẳng khác nào mấy đám tầm thường ngoài kia. Một kẻ thấp kém không biết xấu hổ, lật lọng, tham sống sợ chết như ông không đáng để người Âu Lục xem ông là tín ngưỡng tinh thần. Chương 2161. Uy phong lúc nãy của ông đâu rồi? Cầu xin cậu Tiêu, xin lỗi nhé, tôi không có tư cách đó. Nói rồi Andre quay mặt sang một bên, không liếc nhìn Ahesanjin thêm một cái nào nữa. Đám người xem trận đấu cũng đồng loạt cúi đầu thở dài. Đây chính là nghe danh không bằng gặp mặt mà mọi người thường nói. Ahesanjin bây giờ đâu còn uy phong của kẻ chiến thắng, đâu còn giống một vị anh hùng tung hoành khắp nơi. Như Andre đã nói, cụ ta chính là một kẻ không biết xấu hổ. Thậm chí không có khí phách đối mặt với cái chết. Tại sao họ lại tôn kính một tên chẳng ra gì như thế? Thậm chí có vài quý tộc tháo huy hiệu thanh giáo dài màu bạc của Ahesanjin xuống rồi dẫm đạp dưới chân. Tiêu Chính Văn, cậu không thể giết tôi. Tôi là người đại diện cho cường giả ngoài lãnh thổ của gia tộc Saxon ở Âu Lục. Cậu giết tôi thì họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Ahesanjin vừa nói thế, tất cả quý tộc Âu Lục đều ngẩng phắt lên, nhìn Ahesanjin bằng ánh mắt căm thù. Người Saxon, hơn 1.000 năm trước, chính vì sự xâm lược của người Saxon mà toàn bộ Âu Lục đều chìm trong cảnh khốn khổ. Những tên súc sinh này thậm chí còn không tha cho đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi. Những nơi chúng đi qua đều là đất cằn ngàn dặm. Mãi cho đến khi vua Frank khởi dậy mới đuổi người Saxon ra khỏi Âu Lục. Giết ông ta, tên súc sinh này, bên dưới vang lên những tiếng hét đầy tức giận. Sở dĩ họ tức giận như thế không chỉ là vì thân phận của Ahesanjin, mà là họ cũng đang thầm oán hận bản thân, Âu Lục mà họ vẫn luôn tự cho rằng đứng đầu văn minh khoa học kỹ thuật. Đi đầu về trí tuệ thế mà lại nhận một tên phản bội làm cha hàng nghìn năm. Đây quả thật là một cái tát thật đau cho mọi người trên cả Âu Lục. Tìm tôi tính sổ, được,
Tôi đợi chúng. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngón tay hơi dùng sức, một tiếng rắc vang lên, cổ Ahesanjin đã gãy. Một thi thể tràn đầy tội ác rơi xuống trong không trung. Đây chính là tín ngưỡng của các người à? Đây chính là niềm tự hào của Âu Lục các người sao? Ngay cả là địch hay là bạn cũng không phân biệt được, ai cho các người tự tin để các người tự cho mình có cảm giác ưu việt như thế? Chương 2162. Tiêu Chính Văn chế giễu nhìn tất cả quý tộc Âu Lục ở bên dưới. Ngay cả Andre cũng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Đây chẳng khác nào một đứa trẻ có IQ thấp luôn xem tên thổ phỉ giết cả gia đình mình là bố mẹ ruột của mình, là người cứu rỗi cuộc đời mình. Nếu không có Tiêu Chính Văn, có thể ngay cả cháu chắt của họ đều sẽ luôn xem kẻ địch là bố, là mẹ. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn quát một tiếng như sấm sét từ 9 tầng mây. Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả những đại diện của 10 gia tộc lớn cũng quỳ xuống. Hàng nghìn năm trở lại đây, vùng đất Âu Lục này chưa từng bị ai chinh phục. Nhưng lúc này lãnh đạo cấp cao và quý tộc đại diện cho cả Âu Lục đều bị Tiêu Chính Văn dẫm đạp dưới chân. Cái quỳ gối này tượng trưng cho việc cả Âu Lục đều bị một mình Tiêu Chính Văn đè ép không ngẩng đầu lên được. Ở phía đằng xa, Trương Lăng Phong nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi có cảm giác bội phục Tiêu Chính Văn. Như Tiêu Chính Văn nói, người Hoa Quốc đi đến đâu cũng đều là một nhà. Có thể đấu đá trong nhà, thậm chí có thể chảy máu. Nhưng rời khỏi Hoa Quốc, mỗi một người Hoa Quốc đều chỉ có một linh hồn. Trước đó hắn nghĩ mình có thể vượt qua Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này hắn mới nhận ra mình và Tiêu Chính Văn cách biệt cực kỳ xa. Bất kể cho hắn bao nhiêu thời gian, hắn cũng không thể làm được như Tiêu Chính Văn. 2. Trương Lăng Phong thở dài, buông kính viễn vọng xuống, vô cùng lạc lõng đi về phía học viện võ thuật. Lúc này Tiêu Chính Văn lại nhìn Andre nói, lúc nãy ông cũng muốn ra tay sao? Andre không khỏi run lên, vội giải thích, cậu Tiêu, dù có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám. Sau trận chiến ở vùng biển quốc tế đó, tôi không dám có nửa phần bất kính với cậu Tiêu. Tấm lòng này tỏ rõ như trăng sao, có trời đất chứng giám. Nói xong, Andre quỳ xuống trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Đây đã không phải là lần đầu ông ta quỳ ở trước mặt Tiêu Chính Văn nữa rồi. Nhưng lần này đủ để cứu Âu Lục. Đúng lúc này dưới chân núi bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ khó chịu, lớn giọng chất vấn Tiêu Chính Văn, cậu có biết cậu đã gây ra tai họa lớn thế nào cho Hoa Quốc không? Chương 2163. Giọng nói cực kỳ khó chịu lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Tiêu Chính Văn vừa giết 4 cao thủ cảnh giới thiên thần của Âu Lục, ai còn dám lớn lối với Tiêu Chính Văn ngay lúc này? Chán sống rồi sao? Chỉ thấy dưới chân núi có một nhóm trai đẹp gái xinh huênh hoang đi ngang qua mấy người quý tộc, nhóm nam nữ này cực kỳ bắt mắt trong đám người đang quỳ dưới đất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn người thanh niên đi đầu, cười khẩy nói, ồ. Thanh niên khinh thường nói, Tiêu Chính Văn, đừng tưởng cảnh giới thiên thần là mạnh, so với cường giả ngoài lãnh thổ thì cảnh giới thiên thần chỉ là một đứa nhóc xanh thôi. Người mà anh giết là người đại diện của gia tộc Saxon, anh có biết cường giả ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đang thương lượng kế hoạch lớn liên minh với gia tộc Saxon không? Vì sự thù ghét của một mình anh mà phá hoại kế hoạch lớn liên minh, anh có gánh nổi trách nhiệm này không hả? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, ồ, sao anh biết rõ như thế, anh có quan hệ gì với người ngoài lãnh thổ? Một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh thanh niên tiến lên trước, khoác lấy cánh tay thanh niên nói, ngay cả cậu chủ tử mà anh cũng không biết thì đúng là thiển cận. Gặp cậu chủ tử còn không quỳ xuống chào, đúng là chẳng có gia giáo. Từ Vĩnh Hạo, Tiêu Chính Văn từng nghe Tần Vũ nói đến người này, hơn nữa người này chính là người mà Hoa Sơn tiến cử đến học viện võ thuật. Nghe nói gã là con trai trưởng của Từ Thiên Thuật cường giả cảnh giới ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Hơn nữa những lời đồn về Từ Vĩnh Hạo trong võ tông Hoa Quốc vô cùng kỳ diệu. Nhưng vừa gặp chỉ thấy ngoài sự kiêu ngạo ra chẳng có gì là tốt. Quỳ xuống chào thì miễn, giao linh huyết đan ra đây đi. Từ Vĩnh Hạo cao ngạo giơ tay ra, tỏ vẻ đương nhiên như đang đòi lại món đồ gì của nhà mình vậy. Thế nếu tôi không đưa thì sao? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn ngày càng lạnh lùng. Từ Vĩnh Hạo cười khẩy nói, không đưa. Anh có biết cường giả ngoài lãnh thổ sắp quay về, Hoa Quốc sắp phải đối mặt với sự chèn ép từ 4 phía, linh huyết đan là hy vọng duy nhất của Hoa Quốc chúng ta không?
Anh là cái thá gì mà cũng xứng có được bảo vật như linh huyết đan? Từ Vĩnh Hạo tức giận. Thật ra ban đầu hai viên linh huyết đan này đều là thứ chuẩn bị cho Từ Vĩnh Hạo vào tòa trận pháp. Mặc dù gã là con trai của Từ Thiên Thuật nhưng nhiều năm nay không học võ thuật, thực lực luôn thụt lùi. Bây giờ chỉ mới đến thực lực cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Không có linh huyết đan thì không thể lấy được nhiều trận pháp. Hơn nữa Từ Thiên Thuật và nhiều cường giả ngoài lãnh thổ Hoa Quốc đã thông báo cho các đại danh sơn. Chương 2164. Lần này thành lập học viện võ thuật là muốn phân chia trận pháp trong tòa trận pháp, Hoa Quốc phải giành được 1/3, thậm chí là nhiều hơn. Thế nên Hoa Sơn mới một lần lấy ra 2 viên trong 3 viên linh huyết đan duy nhất. Sau khi ăn chơi đàng điếm ở nước Phá Lý, lúc Từ Vĩnh Hạo chạy đến học viện võ thuật mới biết Tiêu Chính Văn đã giành lấy 2 viên linh huyết đan đi rồi, gã suýt nữa tức đến nổ phổi. Dựa vào bản lĩnh thật, gã có thể lấy được 2-3 trận pháp bí mật trong tòa trận pháp thì đã không tệ rồi. Nếu chuyện này bị truyền đến ngoài lãnh thổ, không chỉ gã mất mặt mà ngay cả Từ Thiên Thuật cũng không còn thể diện. Xoẹt, Từ Vĩnh Hạo vừa dứt lời, Andre lập tức đứng lên. Người mà ngay cả ông ta cũng phải quỳ xuống lại chẳng đáng giá gì trong mắt Từ Vĩnh Hạo ư. Đây không chỉ là đang sỉ nhục Tiêu Chính Văn, mà đang sỉ vả cả Âu Lục. Chàng trai, cậu dám sỉ nhục cậu Tiêu sao? Dứt lời, hai mắt Andre bắn ra tia sáng rét lạnh. Từ Vĩnh Hạo khẽ cau mày nhìn Andre, người mà cả Âu Lục cùng tôn kính. Quan trọng nhất là ông ta không phải người Hoa Quốc, Âu Lục cũng có cường giả ngoài lãnh thổ, thực lực không yếu hơn Hoa Quốc. Gã dám vô lễ ngông cuồng với Tiêu Chính Văn, nhưng lại không có gan lên mặt với Andre. Nếu Andre giết gã ở đây, dù Từ Thiên Thuật về cũng không làm gì được. Ồ, ông Andre, đây là việc riêng của Hoa Quốc, tôi nghĩ ông đừng nên xen vào mới đúng. Vốn dĩ Từ Vĩnh Hạo còn muốn mượn thân phận của Từ Thiên Thuật để tìm chỗ dựa với Andre. Nhưng không để gã lên tiếng, Andre đã đánh một đòn tới. Bốp! Một âm thanh cực to vang lên vang vọng cả thung lũng. Từ Vĩnh Hạo đâu thể đỡ nổi đòn đánh mạnh của Andre. Gã bị đánh văng ra xa, cũng bị đánh rơi 3 cái răng. Nhưng dù sao Từ Vĩnh Hạo cũng không phải là người bình thường, nói thế nào cũng là con trai trưởng của cường giả ngoài lãnh thổ. Một đòn tấn công này cũng chỉ khiến gã bị chút vết thương ngoài da, không tổn thương đến xương cốt. Nếu đổi thành cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao bình thường thì có khả năng mặt sẽ bị đánh đến mức biến dạng. Từ Vĩnh Hạo vùng vẫy bỏ dậy, hai mắt như phun ra lửa nhìn Andre. Nhưng ngay sau đó, gã lập tức đè nén cơn giận trong lòng xuống, thu hồi ánh mắt như muốn giết người đó lại. Quỳ xuống, Andre dùng tay chỉ, tức giận hét lên với Từ Vĩnh Hạo. Gì cơ? Chương 2165. Từ Vĩnh Hạo ngẩng đầu lên tức giận nói, ông Andre, với tư cách là học viên của học viện võ thuật, tôi rất tôn trọng ông nhưng ông đừng quên tôi cũng là con trai của cường giả ngoài lãnh thổ. Đến lúc này, Từ Vĩnh Hạo cũng không quan tâm nhiều thứ nữa, nói thẳng con bài cuối cùng của mình. Cường giả ngoài lãnh thổ, hừ, lẽ nào Âu Lục chúng tôi không có cường giả ngoài lãnh thổ sao? Cậu đang hù dọa tôi à? Ánh mắt Andre càng trở nên lạnh lùng hơn. Hả, lúc này Từ Vĩnh Hạo mới để ý trong mấy chục nghìn người ở đây chỉ có mấy người gã và Andre đang đứng, ngay cả 10 gia tộc lớn cũng ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Thảo nào Andre lại nổi cơn thịnh nộ như thế, hành vi lúc nãy của gã quả thật không ổn thỏa. Đây, ông Andre, ông đừng hiểu lầm, tôi chỉ thay bố tôi, quỳ xuống. Không để Từ Vĩnh Hạo nói hết câu, Andre lại tức giận hét lên. Hơn nữa đã xuất hiện luồng ánh sáng nhạt trên nắm đấm của ông ta. Chỉ cần Từ Vĩnh Hạo dám nói thêm nửa chữ, dù vì tôn nghiêm của Âu Lục, Andre cũng không tha cho gã. Tiêu Chính Văn giễu cợt nhìn cảnh tượng trước mặt, lạnh nhạt nói, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, dựa vào bố mình thì không ăn chắc được đâu. Vừa nghe thế, Từ Vĩnh Hạo tức đến độ hai mắt sắp lòi ra ngoài, chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận nói, Tiêu Chính Văn, mẹ kiếp, còn chưa nói hết câu. Chỉ thấy nụ cười của Tiêu Chính Văn trở nên cứng đờ, anh vung tay đánh một cú lên mặt Từ Vĩnh Hạo. Cú đấm này ẩn chứa trận pháp vô tận và sức lực của từ trường không gian. Đúng là cái gì cũng có, vô cùng huyền bí. Chỉ thấy cơ thể Từ Vĩnh Hạo văng ra ngoài như một viên đạn, đầu cắm vào trong đất, chỉ lộ nửa người ra ngoài.
chỉ là thiên vương địa cấp 3 sao mà cũng có tự tin hô to gọi nhỏ trước mặt tôi. Từ thiên thuật thì thế nào? Biết rõ cường giả ngoài lãnh thổ các nước không có lợi cho Hoa Quốc thế mà lại không hề báo trước cho thiên tử, mà còn thầm có âm mưu cướp vị trí thiên tử Hoa Quốc. Anh là con trai ông ta thì đã sao? Dám bất kính với thiên tử, không trung thành với Hoa Quốc, tôi thậm chí còn khinh thường những người bất trung bất nghĩa như anh. Giọng Tiêu Chính Văn vang dội như sấm sét, khiến đám người đi cùng Từ Vĩnh Hạo run cầm cập. Một hồi lâu sau, Từ Vĩnh Hạo mới bỏ ra từ hố đất, lau máu dính trên mặt, nghiến răng nói, Tiêu Chính Văn, anh đợi đấy cho tôi. Bụp, cuối cùng Andre cũng ra tay, một cú đấm khiến Từ Vĩnh Hạo bị gãy 8 cái xương sườn, sau đó xách Từ Vĩnh Hạo lên như xách một con gà con, lạnh lùng nói, quỳ hoặc chết. Chương 2166. Ánh mắt Andre bắn ra tia sát khí khiến Từ Vĩnh Hạo run rẩy. Không để Từ Vĩnh Hạo lên tiếng, Andre bỗng tung ra một cú đánh, người phụ nữ trẻ tuổi bất kính với Tiêu Chính Văn lúc nãy bỗng chốc biến thành một vũng máu. A, đám người đi theo Từ Vĩnh Hạo hoảng sợ quỳ xuống, đâu còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt lúc nãy. Thấy người phụ nữ mình yêu bị Andre đánh thành cho bụi, Từ Vĩnh Hạo hoảng hốt, mồ hôi vã ra như tắm. Được, tôi quỳ, Từ Vĩnh Hạo vội vàng gật đầu với Andre, sau đó quỳ xuống dưới chân Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, anh dám bắt tôi quỳ à? Cho đến lúc này gã vẫn cảm thấy không cam lòng. Có gì mà không dám? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Từ Vĩnh Hạo. Với thân phận và tính cách với Tiêu Chính Văn, anh không hề để tâm đến một Từ Vĩnh Hạo nhỏ bé. Sở dĩ làm thế là vì muốn tuyên bố với mọi người rằng dù có là cường giả ngoài lãnh thổ cũng không thể động đến căn cơ của Hoa Quốc. Nếu không dù có liều mạng, anh cũng không bao giờ nhượng bộ. Từ Vĩnh Hạo nghiến răng vang lên tiếng ken két, nhưng bị ép buộc đến tình cảnh này, gã chỉ đành đè nén cơn thịnh nộ trong lòng xuống, dập đầu 3 cái với Tiêu Chính Văn. Andre khinh thường liếc nhìn Từ Vĩnh Hạo, xoay người nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, xin cậu hãy tha thứ cho đám người không biết này, họ cũng bị ép buộc. Nói xong, ông ta chỉ vào đám quý tộc Âu Lục đang quỳ ở đằng sau. Tiêu Chính Văn khoát tay, giết đám người này chỉ khiến Âu Lục rơi vào cảnh loạn lạc. Một Âu Lục hỗn loạn cực kỳ cũng không có lợi gì cho Hoa Quốc. Nếu cường giả ngoài lãnh thổ quay về sẽ lật đổ hệ thống quân chủ của các nước, chỉ với điều này cũng đã khiến Âu Lục và Hoa Quốc có điểm tương đồng. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ngoài Vương Thất Lý Tâm thì Âu Lục còn có người nào lên tiếng quyết định toàn cục không? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt hỏi. Có, gia tộc đứng đầu Âu Lục, Alpha. Andre cung kính nói. Dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của họ. Tiêu Chính Văn sải bước xuống núi tuyết đi đến trước mặt Andre, cũng lười liếc nhìn Từ Vĩnh Hạo. Vâng, Andre đáp rồi vội dẫn Tiêu Chính Văn xuống núi. Đến khi họ hoàn toàn khuất bóng khỏi tầm nhìn của mọi người, lúc này người của 10 gia tộc lớn mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2167. Các ông lớn đến từ các nước cũng đồng loạt lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nãy, tất cả họ đều cảm nhận được hơi thở chết chóc. Dù họ có già đi mười mấy tuổi, nhưng vẫn tốt hơn chết ở đây rất nhiều. Hai, xem ra tôi vẫn xem thường Tiêu Chính Văn quá. Enkan nhìn bóng lưng dưới chân núi của Tiêu Chính Văn, cực kỳ hối hận nói. Nếu gia tộc Canter vẫn đứng về phía Tiêu Chính Văn như trước thì bây giờ gia tộc Canter đã có thể trở thành gia tộc sánh ngang với gia tộc Alpha rồi. Nói đến gia tộc Alpha, đây là một trong các gia tộc lớn và lâu đời nhất ở Âu Lục. Tương truyền rằng gia tộc này được lưu truyền từ vua Octavian thời La Mã Cổ. Đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử nhưng vẫn hiên ngang đứng vững. Bây giờ là một trong số ít gia tộc lớn lánh đời, có căn cơ, gốc gác sâu hơn 10 gia tộc lớn. Ông nội, lẽ nào chúng ta không còn cơ hội nữa rồi sao? Fionn không cam lòng nói. Enkan thở dài nói, cháu nghĩ cậu Tiêu là người thế nào? Phản bội cậu ta một lần, gia tộc chúng ta bị gạch tên ra khỏi chỗ cậu ta mãi mãi rồi. Người cũng đang cảm thấy hối hận còn có Helrod. Nhưng ai có thể ngờ Tiêu Chính Văn cảnh giới thiên thần một sao lại có thể giết liên tiếp 4 cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao chứ? Đây là một giấc mơ không thể thành hiện thực trong mắt bất kỳ một ai. Một bên khác, gia tộc Alpha cũng đã nhận được thông báo của Andre, kêu gọi tất cả mọi người ra đứng trước cổng nghênh đón Tiêu Chính Văn.
Lão Alpha Merlin nghiêm trang đứng ở cổng chú ý đến một chiếc Rolls Royce đang chạy đến. Thấy Andre và Tiêu Chính Văn cùng bước xuống xe, Alpha Merlin vội vàng bước đến đón. Cậu Tiêu, ông Andre, chào mừng hai người đến đây chơi. Tôi là tộc trưởng thế hệ này, Alpha Merlin, xin chào đón hai người. Dứt lời, Alpha Merlin chào Tiêu Chính Văn và Andre theo kiểu quý tộc. Ồ, ông là Alpha Merlin, thứ tự trong tên gọi của gia tộc các ông rất giống Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa bước vào tòa thành cổ vừa quay đầu hỏi. Cậu Tiêu, gia tộc chúng ta bắt nguồn từ Octavian thời La Mã cổ, thứ tự trong tên gọi của Âu Lục hoàn toàn giống với Hoa Quốc. Nhưng sau đó Mãn tộc đánh bại đế quốc La Mã, mà bọn họ vốn dĩ không có tên, vì thế để tạo ra sự khác biệt trong thống trị với thời La Mã nên mới đổi thứ tự trong tên. Ông Alpha giải thích với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu. Chương 2168. Quả thật là họ tên ở thời La Mã cổ giống như ông Alpha nói. Mọi người đi đến phòng khách trong tòa thành cổ, ông Alpha phất tay với những người còn lại ý bảo tất cả ra ngoài hết. Tiêu Chính Văn và Andre tuyệt đối không đơn giản chỉ đến gặp cụ ta, chắc chắn là có việc quan trọng cần bàn bạc, những lời này không thể để người ngoài nghe được. Cậu Tiêu, cậu đến đây chắc chắn có việc cần tôi giúp sức nhỉ? Ông Alpha vừa rót trà cho Tiêu Chính Văn vừa cười nói. Gia tộc Alpha chưa từng uống cà phê chỉ uống trà. Thói quen này đã có từ thời La Mã cổ và được lưu truyền đến nay. Chắc ông cụ đã biết việc cường giả ngoài lãnh thổ về nhỉ, hơn nữa theo tôi được biết một khi họ về thì sẽ xây dựng đất nước bằng võ thuật, dù là vương thất Âu Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là không biết vương thất Âu Lục có từng lo lắng về điều này chưa? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Nghe thế vẻ mặt ông Alpha lập tức trở nên nghiêm trọng. Suy tư một hồi lâu, cụ ta mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, không giấu gì cậu, lịch sử Âu Lục chỉ có 3 lần xảy ra chuyện tương tự. Nhưng lần này khác hẳn với lúc trước. Ông Alpha bưng tách trà lên vừa uống vừa nói, trước đây chỉ có một bộ phận cường giả có thể quay về là vì năng lượng từ trường của trái đất không thể chịu được nhiều cường giả một lúc như thế. Nếu họ quay về cùng lúc thì rất có thể sẽ gây ra rối loạn từ trường, thậm chí thế giới sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Nhưng từ khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, e là không một ai biết rốt cuộc đã có bao nhiêu quả bị nổ trong thực nghiệm hay chiến tranh, nhưng bề ngoài cho thấy vũ khí hạt nhân không ảnh hưởng gì đến trái đất. Thật ra không phải thế, từ trường trái đất và từ trường Nam Bắc đã thay đổi, nói cách khác lần này cường giả ngoài lãnh thổ không chỉ quay về mà còn thống trị thế giới một lần nữa. Nói đến đây, ông Alpha bất lực lắc đầu thở dài. Đối mặt với tình thế này, khả năng của một hai người là cực kỳ nhỏ, không thể thay đổi được gì. Cái gì, cường giả ngoài lãnh thổ thống trị thế giới lần nữa? Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc vốn dĩ họ là người thống trị thế giới này, chỉ là vì thực lực quá mạnh nên trốn đến ngoài lãnh thổ, nếu toàn bộ những người này quay về thì không phải là người mà thế giới chúng ta có thể chống đối. Đến lúc đó, mọi pháp luật của thế giới đều trở nên vô dụng, mọi trình tự đều phải lập lại lần nữa, Hoa Quốc hay Âu Lục cũng chỉ đành chấp nhận vận mệnh này. Ông Alpha thở dài, nở nụ cười đau xót với Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, một khi tòa trận pháp của Học viện Võ Thuật bị thanh trừng thì họ sẽ quay về toàn bộ sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày trầm giọng hỏi. Không, không liên quan đến chuyện này, ngay cả khi tòa trận pháp vẫn còn. Họ vẫn có thể quay về thế giới này qua con đường nào đó vì sự ảnh hưởng của từ trường. Thế nhưng họ không thể vào được giới thế tục một lượt trong thời gian ngắn. Chương 2169. Từ trường và cường độ của từ trường hoàn toàn không đủ. Nghe ông Alpha nói đến đây, Tiêu Chính Văn đảo mắt mấy lần rồi nói thế là họ chỉ có thể chia ra thành nhóm về quay về. Ông Alpha khẽ gật đầu. Tiêu Chính Văn đang định lên tiếng hỏi thì điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông. Thấy là Tần Vũ gọi đến, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày rồi bắt máy. Cậu Tiêu, bất kể cậu đang ở đâu thì hãy mau chóng về Hoa Quốc, 11 lão già Hoa Sơn đang trên đường đến biệt thự nhà họ Tiêu, Độ Thiên Chân Nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Tần Vũ sốt sắng nói. Cái gì, nghe thế, Tiêu Chính Văn không khỏi biến sắc, 11 lão già Hoa Sơn. Anh Tần, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tiêu Chính Văn hỏi. 11 lão già Hoa Sơn có 6 người là cường giả ngoài lãnh thổ, ai cũng là cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao,
năm người còn lại cũng là cảnh giới thiên thần một sao. Lần này họ dẫn cả một thế lực mạnh đến, ngay cả thiên tử cũng không ngờ, hơn nữa đối phương còn nói nhất định phải khiến cậu và người nhà của cậu phải chết. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn không khỏi run lên. Anh vội vàng nói với Tần Vũ ở đầu bên kia điện thoại, chẳng phải cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa quay về sao? Chuyện này, mấy tiếng trước không phải cậu vừa đánh con trai của Từ Thiên Thuật à? Mọi chuyện đều do Từ Thiên Thuật đích thân sắp xếp, còn họ quay về từ chỗ nào thì tôi nghĩ rất có khả năng là đi vào thế giới bằng lối ra vào của bốn chiến trường lớn. Tần Vũ nặng nề nói. Trong giới chính trị không có người nào ở cấp bậc cảnh giới thiên thần cả. Còn mấy đại danh sơn lại tìm đủ mọi lý do để thoái thác, không muốn ra tay giúp đỡ. Nhà họ Trương thì không cần phải nói, trước giờ nhà họ Trương vẫn luôn hận Tiêu Chính Văn nhất. Nếu ông Nhạc vẫn còn sống, có lẽ vẫn có thể giải quyết tình hình, nhưng lúc này chúng tôi thật sự không thể làm được gì. Tần Vũ thở dài nói. Không phải Hoa Quốc không muốn giúp Tiêu Chính Văn, cũng không phải thiên tử bàng quan đứng nhìn mà là khả năng có hạn. Dù điều động đại quân thì làm sao có thể đối mặt với 11 cường giả cảnh giới thiên thần chứ? Chương 2170. 11 người này gần như có thể quét sạch cả thế giới. Tôi lập tức về Hoa Quốc ngay. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp máy. Thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn cực kỳ khó coi, Alpha nhíu mày nói, cậu Tiêu, lẽ nào đã có rắc rối gì sao? Nếu gia tộc Alpha tôi có thể giúp được gì, cậu Tiêu chỉ cần lên tiếng thôi. Dù sao Andre cũng là cường giả cảnh giới thiên thần, ông ta đã nghe không sót một chữ từ cuộc gọi vừa rồi, thầm thở phào. Bất kể Tiêu Chính Văn thắng hay thua ở trận chiến này cũng không liên quan đến Âu Lục. Ông cụ, có thể chuẩn bị một chiếc máy bay đưa tôi về Hoa Quốc không? Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Đương nhiên là được. Nghe thế Alpha đứng dậy dặn dò người làm, người đâu, chuẩn bị một chiếc máy bay chiến đấu đưa cậu Tiêu về Hoa Quốc. Máy bay chiến đấu, Tiêu Chính Văn không khỏi nhướng mày. Alpha mỉm cười nói, cậu Tiêu, gia tộc tôi được các nước Âu Lục cho phép có 10 chiếc máy bay chiến đấu, cậu đã từng nghe đến đoàn hiệp sĩ cứu tế chưa? Đó là chi nhánh của gia tộc tôi. Nghe Alpha giải thích thế, Tiêu Chính Văn không khỏi hiểu ra. Đoàn hiệp sĩ cứu tế là một đất nước không biên giới. Nói cách khác mặc dù không có biên giới nhưng các nước trên thế giới đều xem nó như là một quốc gia. Cậu Tiêu, mời, ông Alpha giơ tay ra làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Andre cũng đứng lên đi theo Tiêu Chính Văn đến sân bay. Cậu Tiêu, cho dù kết quả trận chiến này thế nào, Âu Lục tuyệt đối sẽ không xâm phạm đến biên giới Hoa Quốc nữa. Andre chào theo kiểu quý tộc với Tiêu Chính Văn và nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân bước lên máy bay. Tiếng vù vù vang lên, máy bay chiến đấu lao lên bầu trời xanh. Chưa đầy 2 tiếng, một máy bay chiến đấu treo chiếc khiên màu trắng, ở giữa có khắc một chữ thập màu đỏ từ từ đáp xuống sân bay Giang Trung. Máy bay vừa hạ cánh, đại trưởng lão Võ Tông và Từ Kiêu Long bước đến. Thấy Tiêu Chính Văn bước xuống máy bay, Từ Kiêu Long tiến lên nói, vua Bắc Lương, với tình thế như Thái Sơn đè xuống, theo tôi thấy vẫn nên tránh đầu sóng ngọn gió trước thì hơn. Nếu không, chương 2171, phải. Quả thật không ổn, nên chuyển vào thiên tử các ngay, tôi đã bàn với các trưởng lão miếu tông rồi, dù chúng hùng hổ chạy đến cũng không dám xông vào thiên tử các ngay lúc này. Đại trưởng lão cũng bước đến khuyên. Có thể không đánh trận chiến này tất nhiên vẫn không nên đánh. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu. Anh trốn vào thiên tử các đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng liên quan đến sau này, cường giả ngoài lãnh thổ quay về với số lượng lớn. Đến lúc đó nếu thiên tử bị người khác chỉ trích, ngược lại rất bất lợi với Hoa Quốc. Chủ soái Từ, đại trưởng lão, tôi xin nhận ý tốt của hai người. Nhưng có vài việc không thể trốn tránh, gần đây chỗ tôi e là sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu các ông muốn ở lại Giang Trung, tôi cũng không phản đối. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng đến Long Kinh gặp thiên tử. Thế giới sẽ có thay đổi, Hoa Quốc phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nói xong. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị chào theo kiểu quân đội với Từ Kiêu Long và đại trưởng lão. Vua Bắc Lương, Từ Kiêu Long luôn cảm động với việc Tiêu Chính Văn đã giết Charlie để báo thù rửa hận cho mình. Thế nên vừa nghe nói Hoa Sơn cử toàn bộ lực lượng muốn tiêu diệt cả nhà Tiêu Chính Văn, ông ta là người đầu tiên chạy đến.
Mặc dù từ trước đến giờ Tiêu Chính Văn chưa từng thua cuộc nhưng lúc này không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng. Ông ta vừa định khuyên bảo thêm nhưng bị Tiêu Chính Văn giơ tay lên cắt ngang. Chủ soái Từ, trong số những người đó có cường giả cảnh giới thiên thần quay về từ ngoài lãnh thổ, nếu tôi trốn vào thiên tử các chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu cho thiên tử, lúc đó ngày mà cường giả ngoài lãnh thổ quay về chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm khó thiên tử. Không thể thay đổi ngôi vị thiên tử, nếu không căn cơ của Hoa Quốc sẽ rối loạn, không thể làm liên lụy đến cả Hoa Quốc chỉ vì sự sống chết, vinh nhục của một mình tôi. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Từ Kiêu Long càng thêm kính phục anh hơn. Hai vị đừng đi theo tôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi không thể để hai vị mạo hiểm vì tôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người đi ra khỏi sân bay. Lúc này Lãnh Kế Hồng đã nhận được tin tức từ sớm đang đợi ngoài cổng sân bay, lo lắng vừa đi qua đi lại vừa nhìn đồng hồ. Cậu Tiêu, thấy Tiêu Chính Văn bước ra khỏi cửa sân bay, Lãnh Kế Hồng vội chạy đến đón. Sếp Lãnh, chúng ta đi thôi. Chương 2172. Tiêu Chính Văn vô cùng bình tĩnh, không hề có sự dao động cảm xúc nào trên mặt. Thấy thế, Lãnh Kế Hồng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sau khi lái xe đưa Tiêu Chính Văn về dinh thự, ông ta vừa định đi vào với Tiêu Chính Văn, đã bị anh ngăn lại, ông Lãnh, tôi đã nhận phần tâm ý này của ông, nhưng trước khi chuyện này được giải quyết, nhà họ Lãnh đừng nên qua lại với nhà họ Tiêu. Tôi chỉ không muốn nhà họ Lãnh cũng bị liên lụy. Lãnh Kế Hồng vội lắc đầu nói, không, cậu Tiêu, nhà họ Lãnh tôi cùng chết cùng sống với nhà họ Tiêu. Dù ông ta là người Hoa Sơn hay Đông Sơn, nhà họ Lãnh tôi luôn đứng về phía cậu Tiêu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói với Lãnh Kế Hồng, ông Lãnh, tôi đã nhận ý tốt của ông. Nhưng các ông là người bình thường, ở lại cũng không giúp được gì, ông về đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn sải bước đi lên bậc thềm. Lãnh Kế Hồng vừa muốn đuổi theo thì bị hai đệ tử Thiên Kiếm Tông ngăn lại, sếp Lãnh, anh Tiêu nói đúng, người bình thường càng nhiều thì sẽ càng gây thêm phiền phức cho anh Tiêu, mời ông về cho. Lãnh Kế Hồng thở dài, chỉ đành xoay người ngồi vào xe. Thấy Tiêu Chính Văn từ ngoài bước vào, Độ Thiên Chân Nhân vội vàng đứng lên nói, chủ thượng, cậu đã biết rồi à? Tiêu Chính Văn gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, trầm giọng nói, khi nào thì người Hoa Sơn đến Giang Trung? Độ Thiên Chân Nhân lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói, trước mắt không ai biết hành tung của 11 lão già Hoa Sơn, chỉ là trước khi họ hành động đã báo trước với Võ Tông. Hiện giờ cả Hoa Quốc đều không biết Hoa Sơn muốn phái người gây bất lợi cho chủ thượng, nhưng tôi nghĩ nhiều nhất là 3 ngày. Vừa nói Độ Thiên Chân Nhân vừa giơ 3 ngón tay lên. 3 ngày, Tiêu Chính Văn híp mắt thầm tính toán kế hoạch, trầm giọng nói, Vi Nhan biết chuyện này không? Tạm thời vẫn chưa cho cô Khương biết, dù sao cô Khương không thể giải quyết được chuyện này, để cô ấy biết chỉ khiến cô ấy lo lắng thôi. Độ Thiên Chân Nhân bất lực nói. Chuyện này không thể giấu được lâu, nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Khương Vi Nhan sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Trong khi Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân đang bàn chuyện, một âm thanh vang lên từ hướng tầng 2, chồng ơi. Sao anh về mà không báo trước với em một tiếng? Người ta nhớ anh muốn chết. Chương 2173. Nhìn thấy Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn nở nụ cười vô cùng dịu dàng nói, Vi Nhan, lần này về vội nên anh quên đem quà về cho em và Nana rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy ôm Nana từ trong lòng Khương Vi Nhan, cười híp mắt nói, lúc bố không ở đây, Nana có ngoan không nào? Ngoan ạ, Nana nghe lời mẹ lắm. Nana ôm cổ Tiêu Chính Văn, còn hôn lên mặt Tiêu Chính Văn một cái. Quà gì mà quà chứ, đã là vợ chồng lâu rồi mà. À phải rồi, lần này đi Âu Lục giải quyết việc vẫn thuận lợi chứ. Khương Vi Nhan giơ tay ôm Nana từ trong lòng Tiêu Chính Văn, đưa mắt ra hiệu cho người giúp việc bên cạnh. Mọi chuyện đều ổn, chỉ là Hoa Quốc xảy ra vài chuyện nhỏ, nên anh phải nhanh chóng quay về. Đúng rồi. Chẳng phải chúng ta cũng có một công ty con ở Long Kinh sao? Mấy ngày nay em dẫn Nana đến công ty con ở vài hôm. Tiêu Chính Văn xoa đầu Nana, nói với Khương Vi Nhan. Đến công ty con, Khương Vi Nhan hơi nhíu mày, mặc dù Tiêu Chính Văn không nói rõ. Nhưng Tiêu Chính Văn bỗng bảo cô đến Long Kinh, chắc chắn sắp có chuyện lớn xảy ra. Ừ,
mấy ngày nay có thể Giang Trung sẽ không bình yên lắm, Từ Kiêu Long đã dẫn binh sĩ đến rồi, để đề phòng trường hợp xấu, em dẫn Nana và con trai đến Long Kinh ở vài ngày trước. Tiêu Chính Văn tìm đại một cái cớ. Chủ soái Từ dẫn binh sĩ đến Giang Trung ư, xảy ra chuyện gì sao? Khương Vi Nhan lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn hỏi. Từ Kiêu Long là một trong mấy chủ soái của Hoa Quốc, thế nên Khương Vi Nhan không lo Giang Trung xảy ra loạn lạc gì, chỉ là lo lắng cho Tiêu Chính Văn mà thôi. Không sao, mấy tên xấu xa không đáng nhắc đến ấy mà, nhưng sẽ hơi hỗn loạn, anh chỉ không muốn để Nana nhìn thấy những thứ không nên thấy ở độ tuổi này thôi. Vừa lúc em cũng có thể nhân cơ hội này đến Long Kinh thư giãn vài hôm. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, theo như Tiêu Chính Văn nói quả thật sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Hơn nữa Nana còn nhỏ, ngộ nhỡ để Nana nhìn thấy cảnh tượng đổ máu gì đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn nhỏ bé của cô bé. Được rồi, vậy, mấy ngày nữa em dẫn Nana và con trai đến Long Kinh ở vài hôm. Khương Vi Nhan hơi luyến tiếc nói với Tiêu Chính Văn. Không, ngày mai đi luôn, có thể chủ soái Từ sẽ có hành động trong 1-2 ngày sắp tới. Tiêu Chính Văn vươn tay ôm Khương Vi Nhan vào lòng, trầm giọng nói. Người ta thường nói xa cách gặp lại như mới tân hôn, Khương Vi Nhan rất không muốn rời xa Tiêu Chính Văn. Nhưng lại không nhẫn tâm để Nana hoảng sợ không đáng có nên mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Tiêu Chính Văn. Lúc này trong một trang viên gần Long Kinh, Khúc Hoành kinh ngạc nhìn ông Chu nói, ông Chu, đối phó với một Tiêu Chính Văn mà cần phải điều động thế trận lớn như này sao? Chương 2174. Đã điều động hết cả căn cơ của Hoa Sơn chúng ta rồi. Mặc dù Khúc Hoành đã nghĩ đến việc ngày nào đó Hoa Sơn chắc chắn sẽ xuống tay với Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ ngày đó vừa đến đã điều động 11 cao thủ cảnh giới thiên thần. Thế trận này gần như có thể hủy diệt thế giới. Nếu là ở Âu Lục hay Phi Lục, 11 cao thủ cảnh giới thiên thần không cần ra tay, đối phương đã chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Hừ, Tiêu Chính Văn không nên đánh con trai của Từ Thiên Thuật, cậu ta nghĩ cậu ta là cái gì? Từ Thiên Thuật có danh tiếng cực cao ở vùng ngoài lãnh thổ. Là người xuất sắc nhất trong cảnh giới thiên thần 4 sao. Tiêu Chính Văn nghĩ mình đã đột phá cảnh giới thiên thần là có thể một tay che trời sao. Đúng là ngu xuẩn, nói đến đây, đôi mắt ông Chu lóe lên tia lạnh lùng đến thấu xương. Trước đó tin tức Tiêu Chính Văn giả chết, ngay cả ông ta cũng bị lừa. Nhất là khi Từ Vĩnh Hạo đích thân nói chuyện một mình Tiêu Chính Văn giết sạch 4 cường giả cảnh giới thiên thần của Âu Lục, ông Chu suýt nữa tìm một nơi chui xuống. Cách thay xà đổi cột này quả là cực kỳ xuất sắc. Không chỉ giấu được cả Võ Tông và năm đại danh sơn trong Hoa Quốc, mà ngay cả Âu Lục cũng bị Tiêu Chính Văn qua mặt. Cũng chính vì Từ Vĩnh Hạo đưa tin chính xác về, Hoa Sơn mới điều động đến thế trận mới như thế. Nếu 4 thiên thần huyền cấp 2 sao của Âu Lục cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn thì lần này Hoa Sơn sẽ đưa hết cao thủ ra. Với thực lực lớn mạnh của hai vị ở Âu Lục có thể nghiền nát Tiêu Chính Văn. 2. Nói cụ thể ra thì Tiêu Chính Văn xứng đáng là nhân tài trẻ tuổi của Hoa Quốc. Một mình cậu ta mà có thể tiêu diệt được 4 cường giả cảnh giới thiên thần, thậm chí đủ để sánh ngang với Bạch Khởi năm đó. Cứ giết cậu ta như thế thì tôi thấy hơi đáng tiếc. Khúc Hoành lẩm bẩm, lắc đầu nói. Một người chèn ép cả Âu Lục, ép tất cả vương tộc và quý tộc ở Âu Lục phải quỳ dưới chân, đây là khí thế anh hùng ở mức nào chứ? Nếu Khúc Hoành có căn cơ ở Hoa Sơn thì cho dù thế nào, ông ta cũng nghĩ cách ngăn cản. Hừ, mềm lòng nhân từ quá mà. Một cường giả không chịu nghe chúng ta sắp xếp chính là hòn đá cản đường phía trước của chúng ta, người như thế càng mạnh thì càng bất lợi cho chúng ta. Không giết cậu ta, sau này làm sao giành được vị trí thiên tử? Ông Chu lạnh lùng dạy dỗ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính Văn bảo Lãnh Kế Hồng lái xe đưa ba mẹ con Khương Vi Nhan đến sân bay. Đồng thời, gần dinh thự đã bày bố xong trận pháp, chỉ còn đợi Hoa Sơn đến. Vừa đến buổi trưa, bầu trời vốn dĩ còn đang trong xanh bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, gió to nổi lên. Một áp lực cực mạnh lao đến bao trùm cả dinh thự chỉ trong chốc lát. Đến nhanh đấy! Chương 2175. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng. Bước ra ngoài biệt thự đi đến sân nhỏ. Chỉ thấy ba ông lão tóc bạc nhảy vào trong sân.
Một người dẫn đầu trong số đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, cậu là Tiêu Chính Văn à? Đúng thế, Tiêu Chính Văn bình thản nhìn đối phương. Tiêu Chính Văn, cậu đánh cậu từ bị thương, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Dứt lời, ba ông lão tóc bạc đứng vào ba góc khác nhau, chia ra để bao vây hai người Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân ở trong. Khí thế xung quanh ba người cùng lúc bộc phát, thoáng chốc nền đất trong mấy cây số xung quanh đều khẽ rung chuyển. Cũng chỉ khi cường giả cảnh giới thiên thần đến mới có uy lực khủng khiếp như thế. Ba ông lão cùng phát ra tiếng cười khẩy. Tiêu Chính Văn, cậu chèn ép Hoa Sơn đã lâu rồi, hôm nay cậu đừng hòng chạy thoát khỏi lưới trời. Ông lão vừa dứt lời, phía sau cụ ta lại xuất hiện thêm 8 người nữa. Một ông lão mặc áo dài đen, tay cầm kiếm tiến một bước lên nói, Tiêu Chính Văn, cho dù cậu có giỏi thế nào thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Người này chính là La Bách Sinh đại tông chủ của kiếm tông Hoa Sơn. Dáng người cụ ta cao gầy, khi đứng trước đám người cứ như một thanh kiếm sắc bén được rút ra. Đem lại cho mọi người cảm giác sát khí ngùn ngụt. Không chỉ là cụ ta, ba cường giả lánh đời của kiếm tông Hoa Sơn cũng bước ra, ba người này đều có hơi thở bức người khiến người khác có cảm giác ép bức cực mạnh. Hai thanh kiếm dài, một con dao chiến lóe lên ánh sáng lạnh băng. Trong vòng mấy cây số bị sát khí ngùn ngụt bao phủ. Phía sau bọn họ còn có 4 người nữa tiến một bước về trước. Hơi thở quanh 4 người này bỗng thay đổi, quanh người đều phát ra ánh sáng vàng, khiến người khác có cảm giác thần thánh. Sát khí bao trùm cuộn trào đến giữa không trung. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường sấm sét phá vỡ bầu trời, uy lực của luồng sấm sét này khiến người ta không thể tưởng tượng được. Vô số ánh sáng màu bạc trắng chiếu xuống từ 9 tầng mây, ngay cả nửa đường chân trời cũng bị soi chiếu thành màu trắng bạc. Trong luồng sấm sét đó có một ông lão mặc áo dài trắng chắp một tay sau lưng, mặt mày lạnh băng nhìn Tiêu Chính Văn. 11 cường giả cảnh giới thiên thần cùng lúc bao vây lấy Tiêu Chính Văn và Độ Thiên Chân Nhân, hai mắt tràn đầy vẻ cười nhạo và lạnh lẽo. Tiêu Chính Văn, cậu có thể chết trong tay chúng tôi cũng là vinh dự muôn đời của cậu. Nói đi. Cậu muốn chết thế nào? Ông lão mặc áo đen, tay cầm thanh kiếm dài cười khẩy nói. Họ nghĩ trận chiến này hoàn toàn không có áp lực gì. Thực lực hai bên có sự cách biệt quá lớn, không cùng đẳng cấp. Tiêu Chính Văn, tôi nghĩ chỉ bằng cậu tự sát đi thì hơn, cũng đỡ cho bọn tôi ra tay. Một ông lão mặc áo xám cao ngạo nói. Chương 2176. Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên thần. Nhưng bất kỳ một người nào ở đây cũng đều là cường giả cảnh giới thiên thần lão luyện, thậm chí là cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Bất kể trước đây Tiêu Chính Văn có chiến tích huy hoàng thế nào, nhưng dù sao những người đó cũng là cấp bậc thiên vương. Ngay cả khi giết 4 cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục, Tiêu Chính Văn cũng không thể thoát khỏi sự bao vây tấn công của 11 người. Tự sát, các ông lại dám nói ra mấy lời này ư? Tiêu Chính Văn khẽ cười. Vẻ mặt không có chút gì gọi là căng thẳng, lo lắng. Dù 11 người họ ra tay cùng lúc thì thế nào? Tiêu Chính Văn đã bày bố xong trận pháp xung quanh, hơn nữa trong tay anh còn một tấm vương bài, đó chính là Linh Huyết Đan. Cách biệt giữa các cấp bậc cường giả cảnh giới thiên thần quá lớn, thậm chí hệt như một vực trời. Cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn không phải là thứ mà một sao, hai sao có thể so sánh. Tiêu Chính Văn đã từng có cảm nhận như vậy nên mới tự tin thế. Tiêu Chính Văn, nếu tôi đoán không nhầm, sở dĩ cậu có thể giết được 4 cường giả thiên thần Âu Lục chắc chắn là vì có Linh Huyết Đan. Hiện giờ trong tay cậu nhiều nhất chỉ còn một viên Linh Huyết Đan. Nhưng cậu có dám chắc giết sạch bọn tôi trong vòng 2 tiếng không? Nếu cậu không làm được, vậy thì chết, không chỉ là cậu mà còn người nhà cậu và tất cả những người liên quan đến cậu, ngay cả Tần Vũ cũng phải chết. Trong mắt ông lão mặc áo xám toát ra tia sáng lạnh lẽo, hung tợn nói. Đừng nói cậu chỉ dựa vào Linh Huyết Đan để tạm thời tăng sức chiến đấu lên đến cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, dù bây giờ cậu đã là cao thủ cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, cậu cũng không có cơ hội sống trong sự bao vây tấn công của mười mấy người bọn tôi. Ông lão tóc bạc lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt chứa ý chế giễu. Mặc dù Linh Huyết Đan rất mạnh, nhưng vấn đề là thời gian quá ngắn. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa tác dụng của thuốc bắt đầu giảm dần sau 1 tiếng nữa. Nói cách khác,
Tiêu Chính Văn không thể giết sạch hết tất cả bọn họ trong vòng nửa tiếng thì người chết chỉ có thể là Tiêu Chính Văn. Vậy à, Tiêu Chính Văn cũng cười khẩy. Trước đó quả thật anh đã có ý nghĩ thế, nhanh chóng kết thúc trận chiến này bằng một viên linh huyết đan cuối cùng. Nhưng vừa nãy Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi kế hoạch. Cảm giác vượt qua hai cảnh giới quả thật khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng nếu giành thắng lợi dựa vào thuốc thì không phải là cách. Hơn nữa mấy người này cũng chỉ là cấp bậc thấp kém so với các cường giả ngoài lãnh thổ mà thôi. Bây giờ thứ anh cần nhất là nhanh chóng nâng cao thực lực. Hoặc nâng cao sức chiến đấu của mình. Mặc dù cảnh giới càng cao việc ngược dòng càng khó, nhưng không phải là không thể. Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng từng có ghi chép, Bách Khởi từng vượt lên ba cảnh giới để giết một thiên thần thiên cấp 4 sao. Chương 2177. Dù tôi không dùng linh huyết đan cũng có thể tiễn các ông lên đường. Tiêu Chính Văn lấy hộp gỗ hương đàn đựng linh huyết đan ra, tiện tay vứt cho Độ Thiên Chân Nhân. Sau đó vung tay với Độ Thiên Chân Nhân tỏ ý cụ ta có thể lùi về sau. Trận chiến ở cấp bậc này không phải là trận cụ ta có thể tham gia, dù Độ Thiên Chân Nhân liên hợp với Tiêu Chính Văn cũng chỉ bị giết trong tích tắc. Ông Hứa, xem ra ý tốt của ông bị người ta xem thành ý xấu rồi. Ông lão áo trắng nói với ông lão áo xám. Ông Triệu, nếu cậu ta đã muốn chết như thế thì chúng ta không ngại tiễn cậu ta một đoạn, ông thấy thế nào? Ông lão áo xám quay đầu lại cười hỏi. Nếu Tiêu Chính Văn uống linh huyết đan, họ vẫn sẽ chút kiêng dè. Nhưng điều khiến họ không ngờ là Tiêu Chính Văn lại chủ động từ bỏ. Quả thật là cơ hội tốt trời ban. Giết, vừa dứt lời, ông Hứa tiện tay rút thanh kiếm dài ra, kiếm quang như thác nước chảy xuống, lóe lên ánh bạc vô tận chĩa về phía Tiêu Chính Văn. Những nơi thanh kiếm đi qua, hư không liên tục bị bóp méo, sau đó lại nứt ra từng tấc. Kiếm chém vào hư không. Đây là thần uy tối thượng mà chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao mới có thể có. Nhát kiếm đó dường như toàn năng, ẩn chứa những bí ẩn vô tận. Với tư cách là người đầu tiên của kiếm tông Hoa Sơn ở lại giới thế tục, ông Hứa tự tin rằng đòn tấn công này của cụ ta có thể chém Tiêu Chính Văn với tư thái nghiền ép. Kiếm tông Hoa Sơn tồn tại mấy nghìn năm. Cùng lúc đó, giữa kiếm pháp và trận pháp đã có sự dung hợp hoàn hảo. Mỗi một nhát kiếm vung ra đều ẩn chứa mấy chục trận pháp, cùng lúc sử dụng từ trường, lực trường, năng lượng xung quanh, thậm chí là không khí. Uy lực này quả thật như biến cả một phương trời thành một thanh kiếm dài chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả thiên thần một sao, đâu thể chống đỡ được uy lực của trời đất. Lưỡi gió. Tiêu Chính Văn bỗng hét lên một tiếng. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung tay lên. Con dao quân đội năm cạnh như một luồng sáng bắn ra, đồng thời tám luồng gió phân thành tám hướng khác nhau rồi biến thành một con dao vô hình chém về tám hướng. Thật ra đây là một loại trận pháp cao cấp được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, lúc trước khi chưa đột phá cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn không thể sử dụng. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Chính Văn không chỉ đột phá cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn có ba trái tim rồng. Cộng thêm tim rồng Kim Long tăng thêm sức mạnh cho Tiêu Chính Văn. Bất kỳ trận pháp nào cũng đều có thể xem qua là nhớ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được tinh túy trong trận pháp. Chương 2178. Phong nhãn huyền trận này được tạo ra từ trận chiến của phong thần, đến nay đã bị thất truyền mấy nghìn năm. Dù là 11 cường giả cảnh giới thiên thần đến từ Hoa Sơn cũng chưa từng nhìn thấy trận pháp kỳ lạ này. Nếu truy xét nguồn gốc thì tên gọi chính xác của trận pháp là phong hống trận. Năm đó vua Trụ đã dùng phong hống trận để đánh bại liên tiếp đại quân của Tây Chu. Lúc này Tiêu Chính Văn dùng phong hống trận này, mặc dù uy lực không bằng của người tạo ra năm đó nhưng cũng chỉ thấy một dao một kiếm va chạm vào nhau trong không khí. Rít, thanh kiếm dài trong tay ông Hứa phát ra tiếng rít chói tai, lưỡi gió đó cũng phát ra luồng ánh sáng màu trắng. Đồng thời con dao quân đội năm cạnh cũng đâm về phía thanh kiếm dài. Ông Hứa không khỏi cười khẩy. Dù cùng là cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, Tiêu Chính Văn cũng khó mà đỡ được nhát kiếm này của mình. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cụ ta chợt cứng đờ. Chỉ thấy con dao quân đội năm cạnh đâm đến đỡ được thanh kiếm dài của ông Hứa, còn lưỡi gió đó đâm về phía ông Hứa. A, ông Hứa hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng lách người, thậm chí thanh kiếm trong tay cũng rơi ra khỏi tay, lúc này mới tránh được một đòn chí mạng.
chỉ là một ông lão phía sau cụ ta không được may mắn như thế, ông lão đó còn chưa hoàn hồn đã bị lưỡi gió đâm xuyên qua người. Xoẹt, lưỡi gió đó cắt đôi cơ thể của một vị thiên thần một sao. Thi thể lập tức ngã sang hai bên. Bịch bịch, cụ ta là cường giả cảnh giới thiên thần đấy, dù chỉ có một sao thì cũng cùng cấp bậc với Tiêu Chính Văn. Nhưng lại bị một đòn của anh giết chết. Khuôn mặt của tất cả mọi người ở đó đều không khỏi đổi sắc. Cùng là cường giả thiên thần, tất nhiên họ biết uy lực của thanh kiếm vừa rồi của ông Hứa. Càng biết rõ hơn giết một cường giả cảnh giới thiên thần khó khăn thế nào. Mọi người cùng lên, giết cậu ta. Một ông lão họ Trần khác phung thanh kiếm dài trong tay lên, chạy đến giết Tiêu Chính Văn. Tên này quả nhiên hơi khác thường, giữ lại chắc chắn sẽ là hiểm họa về sau. Ông Triệu cười khẩy, cũng giơ thanh kiếm dài lên, đánh về phía Tiêu Chính Văn từ đằng sau. Mấy cường giả cảnh giới thiên thần này đâu còn dám xem thường Tiêu Chính Văn nữa. Chương 2179. Vốn dĩ trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn giống như một con cừu con chờ bị giết, thế mà chỉ cần một chiêu đã có thể giết chết một người trong số đó. Chỉ xét riêng chiến lực, Tiêu Chính Văn mới đột phá lên cảnh giới thiên thần chưa tới 2 tháng nhưng đã đủ để địch lại cường giả cảnh giới thiên thần một sao đỉnh cao. Điều khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ nhất là Tiêu Chính Văn cùng lúc đối diện với mười mấy cao thủ ở cùng cảnh giới, thậm chí còn cao hơn anh một bậc nhưng vẫn có thể bình thản giết chết một người trong số đó. Mọi người tuyệt đối đừng coi thường cậu ta. Trận pháp mà cậu ta thi triển vô cùng kỳ quái, mọi người nhất định phải cẩn thận. Mỗi một loại trận pháp mà Tiêu Chính Văn thể hiện đều có sự khác biệt về bản chất so với mấy người ông Hứa. Đầu tiên nói về việc điều động từ trường. Tiêu Chính Văn dựa vào từ trường của mình tác động tới từ trường của thế giới bên ngoài, điều này giống như hiệu ứng cánh bướm. Nhìn từ bên ngoài, có thể không có quá nhiều cách biệt, thế nhưng sức mạnh thực sự biểu hiện ra lại giống như rời non lấp bể. Hôm nay buộc phải giết chết cậu ta, nếu không sau này chúng ta chắc chắn sẽ bị cậu ta tính sổ. Ông Triệu cũng lên tiếng với vẻ vô cùng nghiêm túc. Cụ ta và ông Hứa đều là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Tự nhận bất luận là cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu đều vượt xa Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn chỉ là một cường giả cảnh giới thiên thần một sao nhỏ bé, đối với bọn họ mà nói, căn bản không nên tạo nên được uy hiếp lớn như vậy. Vừa nãy khi ông Hứa và Tiêu Chính Văn giao đấu lại là ông Hứa chịu thiệt nhiều hơn. Có thể ép cho ông Hứa buông kiếm đủ để nói lên rằng nếu như ông Hứa một mình đối diện với Tiêu Chính Văn thì rất có khả năng sẽ bị Tiêu Chính Văn giết ngược lại. Ở trong cùng cảnh giới cao như cảnh giới thiên thần, rất ít khi xuất hiện chuyện giết ngược lại, thế nhưng Tiêu Chính Văn đã làm được việc này, điều này nói lên rằng Tiêu Chính Văn quả thực là một nhân vật nguy hiểm. Tiêu Chính Văn, cậu quả thực là người có tố chất thiên bẩm cao nhất trong số những người tôi từng gặp. Triệu Hoa Phong tôi cũng không khỏi phải nhìn cậu bằng con mắt khác, chỉ đáng tiếc là lập trường của tôi và cậu không giống nhau. Triệu Hoa Phong nói tới đây, thanh kiếm dài trong tay bất chợt lóe lên tia sáng chói mắt. Chứng tỏ từ trường cường đại đang bộc phát từ trên thanh kiếm dài trong tay cụ ta. Dù thù hay bạn, cường giả ở trình độ như Triệu Hoa Phong đã không còn tiếc lời để tán thưởng và khẳng định các cường giả khác nữa. Chỉ có đối thủ đủ mạnh mới có thể nâng cao tư thái của mình. Chế nhạo đối thủ cũng chẳng khác gì sỉ nhục bản thân. Hơn nữa, sự khẳng định của một cường giả ở cảnh giới thiên thần hai sao đến từ ngoài lãnh thổ chính là sự công nhận đối với Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc bọn họ lại là kẻ thù không đội trời chung. Hoa Sơn cử 11 người bọn họ đến để giết Tiêu Chính Văn, vậy thì hôm nay chắc chắn chỉ một bên có thể sống sót rời khỏi nơi này. Giết! Chương 2180. Sau vài giây, thanh kiếm dài của Triệu Hoa Phong đã trở nên nặng trĩu, ngay cả hư không xung quanh dường như cũng sắp bị thanh kiếm dài này ép cho vỡ vụn. Đây đã là đòn đánh mạnh nhất của Triệu Hoa Phong. Vào khoảnh khắc Triệu Hoa Phong thốt ra chữ giết, thanh kiếm dài cũng đồng thời chém xuống, mặt đất xung quanh cũng vì thế mà rung lên không ngừng. Mặt đất nứt toác ra một khe hở dưới tác động của từ trường cực lớn. Mười mấy cường giả ở cảnh giới thiên thần còn lại cũng đồng thời ra tay, cùng lao tới giết Tiêu Chính Văn từ bốn phương tám hướng với món đòn mạnh nhất. Thiên lôi, Tiêu Chính Văn cũng hô lên, cùng lúc đối diện với sự bao vây tiến công của mười mấy cường giả ở cảnh giới thiên thần. Lúc này Tiêu Chính Văn đã thập tử nhất sinh. Vậy nên Tiêu Chính Văn cũng không còn giữ lại gì, hình thái cực âm dương cực lớn xuất hiện từ dưới chân Tiêu Chính Văn,
hơn nữa còn chuyển động với tốc độ cực nhanh. Một tia sáng màu vàng giống như vách chắn nối liền từ mặt đất tới bầu trời, bảo vệ Tiêu Chính Văn ở bên trong. Trên không trung, sấm sét đan xen, vô số tia sét giáng xuống như mưa. Dù như vậy, lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thiên lôi giáng xuống như mưa mang theo uy thế cực đại có thể xé trời phá núi. Vậy mà cậu lại biết dùng trận pháp bí mật của Hoa Sơn chúng tôi. Một ông lão mặc đồ trắng vẫn luôn đứng bên cạnh chưa hề ra tay khẽ nhíu mày nói. Đây thật ra là một loại trận pháp không gian, có thể đưa tất cả đòn tiến công vào trong một không gian hư vô khác, sau đó lựa thời gian thích hợp để giải phóng ra ngoài, sử dụng đòn tiến công mạnh nhất của đối phương để phục vụ cho bản thân. Ông lão vừa nói vừa khẽ giơ tay lên, một màn ánh sáng màu vàng dựng lên giữa không trung, chống lại đòn tiến công thiên lôi của Tiêu Chính Văn. Nếu như cậu đã biết về bí ẩn của trận pháp Hoa Sơn thì đừng nên chống cự vô ích nữa. Ông lão điềm nhiên nói. Thiên lôi cuồn cuộn gào rít trực tiếp bị thu vào trong màn ánh sáng sau đó lao thẳng xuống dưới. Dùng đòn tiến công mạnh nhất của Tiêu Chính Văn để giết anh. Thủ đoạn này khiến cho Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Hóa ra trận pháp bí mật của Hoa Sơn còn có thể sử dụng như vậy. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã không còn nhiều thời gian nữa, sau khi tránh được đòn đánh chí mạng của một ông lão, Tiêu Chính Văn vội vàng giơ tay đánh trả. Rầm rầm rầm, vô số tia điện được Tiêu Chính Văn bắn ra, cây cối phía xa lập tức cháy bùng lên ngọn lửa dữ dội. Một thanh kiếm dài xé tan hư không, giống như có uy lực chém nứt không gian, cắm thẳng về phía giữa lưng Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh. Chương 2181. Lúc này, Tiêu Chính Văn phải đối diện với sự hợp lực bao vây truy giết của mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần, dù chỉ là một khoảnh khắc phân tâm cũng sẽ dẫn đến kết cục đầu lìa khỏi cổ. Lúc này, trái tim của Tiêu Chính Văn khẽ động, một thanh giáo dài màu đỏ đột nhiên hóa ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn dùng tới thanh giáo dài liệt long màu đỏ kể từ sau khi đột phá lên cảnh giới thiên thần. Chỉ thấy cả thanh giáo dài liệt long mang một sắc đỏ như lửa, mũi giáo lóe lên ánh sáng vô cùng chói mắt. Thanh giáo dài này không chỉ chói mắt mà còn cho người ta một loại cảm giác sức sống và tử khí cùng tồn tại. Vút, sau khi Tiêu Chính Văn phi thanh giáo ra, sức sống và tử khí bị phân thành hai đoạn chỉ trong nháy mắt. Sức sống bất tận điên cuồng dâng lên từ trên người Tiêu Chính Văn, tử khí thì lại lan ra khắp không gian xung quanh. Thanh giáo dài này giống như mở ra một con đường u tối. Mọi người xung quanh không ai là không cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc đang tới gần. Rầm, một làn sóng khí kinh người đột nhiên cuốn qua, tất cả vòng đánh của mọi người đều bị dẹp tan đi hết. Tấm chắn màu vàng xung quanh Tiêu Chính Văn cũng hóa thành một con rồng lớn màu vàng uốn lượn quanh người Tiêu Chính Văn. Gần như trong nháy mắt, đã có 6, 7 cường giả ở cảnh giới thiên thần bị thương, máu tuôn ra không ngừng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đây là gì? Là trận pháp sinh tử vạn tượng. Mấy ông lão đứng bên cạnh quan sát đều không khỏi kinh ngạc, mặt mũi biến sắc. Sinh tử vạn tượng kỳ thực là sự sống và cái chết. Có thể cướp đi sức sống trong cơ thể người khác để phục vụ cho mình. Sức sống càng mạnh thì lực công kích càng cao. Cũng có thể nói, những người ở xung quanh Tiêu Chính Văn, thực lực của họ càng cao thì sức sống mà anh có được cũng càng nhiều, đồng thời, đòn đáp trả quân địch cũng càng mạnh. Với sức mạnh của bản thân Tiêu Chính Văn, căn bản không có cách nào khiến cho 7 cường giả ở cảnh giới thiên thần bị thương cùng lúc. Sức mạnh vô cùng lớn đó thực ra chỉ là Tiêu Chính Văn mượn lực ra đòn, lấy sức mạnh của bọn họ để làm cho chính họ bị thương. Trên người tên này có quá nhiều điểm kỳ dị, tuyệt đối không được tha cho cậu ta. Gương mặt của ông Hứa đã trở nên méo mó, không cam tâm phun ra một ngụm máu. Đây đã là lần thứ hai cụ ta bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương. Sắc mặt của ông Triệu trở nên u ám, bàn tay siết chặt thanh kiếm dài đang không ngừng run lên. Thử hỏi trên thế gian hiện giờ, ai là người có thể ngăn cản được đòn đánh toàn lực của 10 cường giả ở cảnh giới thiên thần? Chứ đừng nói còn làm 7 người trong số đó bị thương. Không thể để cho tên này tiếp tục sống, ông La, tiếp theo tới lượt ông rồi. Ông Triệu gằn giọng nói với ông lão đang đứng phía sau quan sát. Chương 2182. Nghe nói thế, ông lão họ La mới chắp một tay sau lưng chậm rãi bước ra. Nếu là người ở thế hệ trước gặp người này thì nhất định sẽ hoảng sợ mềm nhũn hai chân. Người này mới là nhân vật linh hồn của trận tông Hoa Sơn.
Tôi nghĩ chắc có lẽ cậu đã từng nghe đến tên của tôi La Thiên Vũ, có thể khiến tôi đích thân ra tay với cậu cũng xem như là vinh hạnh của cậu. Bây giờ người có tư cách chết trong tay tôi đã không nhiều nữa. La Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Thế à, tôi muốn xem ông giết tôi thế nào. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vung thanh giáo giải liệt long màu đỏ trong tay ra. Bùm, một luồng sáng bạc bắn thẳng về phía ông La. Ngay khi một tay ông La vẽ ra vòng tròn để đỡ đòn Tiêu Chính Văn bằng ánh sáng màu vàng, con dao quân đội năm cạnh trong tay khác của Tiêu Chính Văn cũng phóng ra. Mục tiêu không phải là ông La mà là bảy cường giả thiên thần đã bị thương nặng kia. Thằng nhãi, cậu dám. Ông Hứa và ông Triệu lập tức phản ứng lại, chiêu này của Tiêu Chính Văn là kế dương đông kích tây. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Con dao quân đội năm cạnh mang theo uy lực cực mạnh của trời đất lao thẳng qua cổ họng bảy người đó. Bảy đầu người lập tức bay thẳng lên không trung. Sau đó bảy thi thể ngã xuống sân. Tiêu Chính Văn, ông Hứa nghiến răng kêu ken két. Dám chém bảy cường giả cảnh giới thiên thần trước mặt bọn họ. Hơn nữa ở đây còn có một vị thiên thần huyền cấp 2 sao. Dù là thiên thần huyền cấp 2 sao vừa đột phá cũng không thể bị một thiên thần một sao giết chỉ bằng một đòn. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã mạnh đến mức này rồi sao? Lòng ông Triệu không khỏi hơi trùng xuống. Xem ra cụ ta đã xem thường Tiêu Chính Văn quá, đừng thấy họ nhiều người mà lầm, trận chiến hôm nay e là khó lường trước được thắng thua. Nếu cụ ta là Tiêu Chính Văn, đừng nói là cùng lúc giết cả bảy cường giả cảnh giới thiên thần một sao, có thể bảo toàn được mạng sống đã là một kỳ tích rồi. Một luồng sấm lao đến chỗ Tiêu Chính Văn từ trong lòng bàn tay ông La. Lúc này Tiêu Chính Văn đã không thể phân tâm để đối phó với cụ ta, thà chịu một đòn nặng nề của ông La, cũng phải tiêu diệt người thứ 8. Nếu không với tình hình kẻ địch mạnh, Tiêu Chính Văn sẽ rơi vào kết cục chết. Xoẹt, lúc con dao quân đội năm cạnh bay về phía người thứ 8, Tiêu Chính Văn cũng lắc thanh giáo giải liệt long trong tay, chỉ thấy thân giáo bỗng nổ tung ra mấy chục mét. Chương 2183. Ngay lúc người kia tránh được con dao quân đội năm cạnh, thanh giáo giải liệt long đâm thẳng vào ngực người đó. Phụt, máu văng ra rơi xuống đất, cùng lúc đó một đòn của ông La đánh trúng vào phía sau lưng Tiêu Chính Văn. Phụt, Tiêu Chính Văn cũng phun ra một ngụm máu. Cũng may hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn không ngừng bổ sung sức sống cho anh. Nếu không chỉ với một đòn này cũng có thể khiến máu Tiêu Chính Văn vương vãi khắp nơi. Giết cậu ta, hai mắt ông Hứa đầy máu, đỏ ngầu. Máu của tám cảnh giới thiên thần đã rơi xuống đây. Đó là nền móng hơn 100 năm của Hoa Sơn, dù cường giả ngoài lãnh thổ quay về, trong trường hợp tình hình xoay chuyển, tám cường giả cảnh giới thiên thần cũng là một lực lượng không thể khinh thường. Họ cứ thế chết hết dưới một đòn của Tiêu Chính Văn. Ông Hứa, ông Triệu và ông La là người dẫn dắt 11 người này đều phải chịu trách nhiệm không hề nhỏ, khi trở về Hoa Sơn chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ông Hứa định đưa thanh kiếm giải ra, nhưng ông La đã giơ tay ngăn lại. Sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, cậu đúng là rất mạnh, chỉ là không biết nếu cậu gặp phải ba kẻ địch mạnh nhất cùng một lúc thì cậu sẽ thế nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy ông La không tiến đến mà lùi lại, một màn sương mù dần dâng lên từ dưới chân cụ ta, sau đó bao trùm hết cả mấy cây số quanh đó. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy không gian trong màn sương mù lay động. Sau đó một bóng người màu xám bước ra từ trong màn sương. Một bóng người cao lớn mặc áo giáp chiến cổ xưa của Âu Lục, tay cầm một thanh giáo dài hơn 12 mét. Spartacus, con người Tiêu Chính Văn không khỏi co rụt. Đây là nhân vật huyền thoại nhất của Âu Lục. Nghe nói năm đó hắn chống lại cả đại quân 100.000 người của Ba Tư ở cửa Ôn Tuyền chỉ với 300 người. Hơn nữa cuối cùng một mình hắn chiến đấu rồi cùng hủy diệt với mấy trăm cao thủ Ba Tư. Có thể nói người này còn đáng sợ hơn cả Ahesanjin. Một bên khác, một bóng người cao lớn mặc áo giáp màu bạc, tay cầm con dao thanh long yển nguyệt, cũng xuất hiện trong màn sương. Bóng người đó chỉ đứng chỗ kia cũng khiến người khác cảm nhận được cảm giác bức bách cực mạnh. Bóng người cuối cùng xuất hiện khiến con người Tiêu Chính Văn không khỏi co rụt. Từ trước đến giờ Tiêu Chính Văn trải qua vô vàn cuộc chiến, chưa bao giờ biết sợ. Dù là khi bị mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần vây tấn công, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Chương 2184. Nhưng người này xuất hiện lại khiến vẻ mặt Tiêu Chính Văn cứng đờ. Thân hình cường tráng cầm con dao Thanh Long Yển Nguyệt, khí thế mạnh mẽ như thể uy lực của một người đủ để làm chấn động cả đội quân 1 triệu người. Trời đất cũng có thể lay động. Tiêu Chính Văn không cần đoán cũng biết người này là quan vũ nổi tiếng lừng lẫy. Chỉ với hai người quan vũ và Spartacus cũng đã khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy áp lực, nhưng bóng người cuối cùng mới phiền phức nhất. Mặc dù hơi thở trên người hắn không mạnh bằng hai người kia, trông có vẻ vô cùng bình thường, rất giống người bình thường, nhưng người đó lại có khuôn mặt giống hệt Tiêu Chính Văn. Đúng thế, người đó chính là bản thân Tiêu Chính Văn. Thảo nào ông La nói đây là ba kẻ địch mạnh của Tiêu Chính Văn. Mặc dù anh không biết rốt cuộc ông La đang dùng thủ đoạn gì, nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã rơi vào thế nguy hiểm. Ba người chậm rãi bước ra khỏi màn sương, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó đòn tấn công chí mạng của ông Hứa và ông Triệu cũng lao đến. Vì đã có bài học trước đó nên uy lực của đòn tấn công này mạnh hơn nhiều. Dường như mỗi một đòn đều có khí thế xung khắc với trời đất, núi non. Nhất là ông Triệu, bốn thanh kiếm như mang theo uy lực xé nát hư không chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm dài trong tay ông Hứa mang theo từng đợt sấm chớp đánh về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ trong thoáng chốc, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất cao, hàng nghìn thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống. Uy lực có thể sánh với lôi hải ở Côn Luân. Tiêu Chính Văn học theo dáng vẻ của ông La, một tay vẽ một vòng tròn trước mặt, một luồng sáng vàng đổ xuống từ 9 tầng mây hấp thụ tất cả đòn tấn công vào trong ánh sáng vàng. Nhưng không để Tiêu Chính Văn phản ứng lại lần nữa, một con dao Thanh Long Yển Nguyệt lao đến. Uy lực của con dao vô cùng hung bạo. Dường như một dao này có thể chém đứt cả trời trăng. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, chắc chắn không thể phòng ngự đòn tấn công này. Anh vội lách người sang một bên, đồng thời điểm nhẹ con dao quân đội năm cạnh lên thân dao, cơ thể cũng bay ra sau theo dư chấn của phản lực. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chưa đứng vững lại thì một vầng sáng màu bạc từ không trung rơi xuống, mạng kiếm dày đặc như mạng nhện bao phủ xuống, những nơi kiếm quang đi qua, hư không đều siêu vẹo. Một tấm mạng kiếm vô biên quấn lấy Tiêu Chính Văn vào trong. Chương 2185. Ông Triệu nhìn thấy Tiêu Chính Văn tránh được đòn đánh chí mạng của mình thì phất ống tay áo, một luồng sức mạnh lạnh tanh bay vút ra từ trong ống tay áo của ông ta. Một cảm giác chết chóc mãnh liệt nhanh chóng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Bốp, lúc này, Tiêu Chính Văn đang bị dao Thanh Long Yển Nguyệt và một thanh giáo dài chừng 3 mét bao vây tiến công. Chỉ có thể điều động từ trường không gian đánh bại luồng sức mạnh lạnh tanh đó. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn lại va chạm với dao Thanh Long Yển Nguyệt tại một chỗ. Một tia sáng bạc lập tức lóe ra, giống như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ phóng ra giữa không trung. Ngay cả ông Hứa cũng không thể không quay đầu lại, không dám nhìn thẳng tia sáng trắng đó. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ chết chóc lớn hơn đang tiến về phía anh. Anh chỉ biết quay đầu sang theo bản năng, đồng thời quay người phóng con dao quân đội năm cạnh ra. Keng, hai con dao quân đội năm cạnh va chạm vào nhau, một màn sóng khí vô cùng lớn cứ thế dâng lên, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị bay ngược ra sau mấy mét. Vẫn chưa đợi Tiêu Chính Văn đứng vững, một thanh giáo dài đã lao thẳng về phía giữa lưng anh từ phía sau. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi lo lắng, vội vàng lách người, cố gắng tránh đòn tiến công của thanh giáo dài màu đỏ kia. Mũi giáo gần như xẹt ngang qua ngay sát quần áo của Tiêu Chính Văn, anh vội mượn thế lùi ra ngoài vòng bao vây. Đòn đánh ban nãy chính là do Tiêu Chính Văn khác ra tay. Sự phối hợp giữa con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo dài liệt long màu đỏ khủng bố tới mức nào, Tiêu Chính Văn tự mình hiểu rõ. Hơn nữa, thanh giáo dài liệt long màu đỏ có thể nói là không có gì kiên cố và không phá hủy được. Dù cho cơ thể của Tiêu Chính Văn đã trải qua khảo nghiệm lôi hải thì cũng tuyệt đối khó lòng ngăn cản được đòn đánh chí mạng đó. Tiêu Chính Văn thở dài một hơi, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Ban nãy suýt nữa anh đã chết trong tay tuyệt kỹ của chính mình. May mà anh đã quá hiểu về thủ pháp công kích của bản thân, đổi thành người khác thì e rằng lúc này thật sự đã trở thành một cái xác. Chỉ là Tiêu Chính Văn vừa mới nhảy ra khỏi vòng vây. Vẫn chưa kịp hít thở thì ông Triệu đã cầm kiếm lao thẳng về phía sau lưng anh. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chính Văn gần như đều đang đổ dồn vào sự biến hóa khôn lường của bản thân. Đột nhiên cảm nhận được làn gió chẳng lành phía sau lưng,
anh vội vàng né người, đồng thời tung thanh giáo giải liệt long màu đỏ trong tay ra. Giáo và kiếm lại va vào cùng một chỗ. Thế nhưng một giây sau, con dao quân đội năm cạnh mang theo tia sáng màu bạc bay thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Chương 2186. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã có cảm giác nguy hiểm không hề nhỏ. Anh không chỉ phải đối diện với hai cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đỉnh cao mà còn phải đối diện với chính bản thân anh. Đây mới là điều khiến cho Tiêu Chính Văn đau đầu nhất. Mọi người vẫn thường nói chiến thắng bản thân, thế nhưng chỉ tới khi thật sự phải đối diện với một bản thân khác thì mới hiểu ra chiến thắng bản thân khó khăn tới độ nào. Điều nguy hiểm nhất là chỉ có bản thân mới biết rõ điểm yếu của mình, chỉ lơ là một chút, bị bản thân biến hóa kia bắt được một cơ hội thì sẽ không cứu vãn nữa. Sau khi đấu một kiếm với ông Triệu, Tiêu Chính Văn vội vàng dùng con dao quân đội năm cạnh ngăn cản đòn đánh chí mạng đang hướng về phía ngực mình. Sự phối hợp của con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo giải liệt long màu đỏ đáng sợ như vậy là bởi vì con dao quân đội năm cạnh luôn có thể tạo ra những điều phi thường. Mấu chốt nhất là mục đích sử dụng của nó luôn thu hút sự chú ý của đối thủ, sát chiêu thực thụ đều ở trên thanh giáo giải liệt long màu đỏ. Đây mới là điều mà Tiêu Chính Văn lo lắng nhất. Bởi vì bản thân biến hóa ra kia lúc này đã không còn ở trong tầm mắt của Tiêu Chính Văn nữa rồi. Keng, hai con dao quân đội năm cạnh lao vào nhau giữa không trung, nhất thời tia lửa lóe ra bốn phía. Tiêu Chính Văn không hề hiếu chiến, vội vàng giơ tay thu lại con dao quân đội năm cạnh, đồng thời phóng ra một thanh giáo về phía sau. Bụp, ông Hứa còn chưa kịp xuất chiêu đã bị thanh giáo giải liệt long màu đỏ đâm xuyên qua cánh tay. Chuyện này sao có thể? Ông Hứa không ngờ Tiêu Chính Văn lại đoán ra phương hướng và thời cơ tiến công của mình. Tiêu Chính Văn thu lại thanh giáo dài, đang định đâm về phía ông Hứa thêm lần nữa, chỉ là anh vẫn chưa kịp tung ra mũi giáo chí mạng thì một tia sáng sắc lạnh đã chém thẳng xuống đỉnh đầu của anh. Tiêu Chính Văn không kịp nghĩ gì nhiều, giơ giáo đỡ lấy tia sáng sắc lạnh trên đỉnh đầu. Keng, lại là một nhát dao vô cùng mạnh mẽ, chấn động tới độ hai cánh tay của Tiêu Chính Văn hơi phát tê. Tiêu Chính Văn không khỏi thầm cảm thán trong lòng, không hổ là danh tướng thời Tam Quốc. Chỉ một nhát dao đã đủ để chẻ đôi cả một ngọn núi nhỏ. Vút, vào lúc Tiêu Chính Văn hơi lơ đãng, một thanh giáo dài cắm thẳng về phía ngực anh. Tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể so với tia lết. Tiêu Chính Văn gầm lên một tiếng, cả người bay vọt lên, đồng thời phóng thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay ra. Hai thanh giáo dài liệt long màu đỏ lao vào nhau trên không. Dư âm chấn động khiến cho Spartacus đang chuẩn bị ra tay phải lùi về sau mấy bước. Chương 2187. Cơ thể của Tiêu Chính Văn cũng bị sóng khí làm cho chấn động, bay vọt lên cao. Đúng vào lúc này, trên cánh tay trái của Tiêu Chính Văn đột nhiên có cảm giác mát lạnh. Tiêu Chính Văn không khỏi rên lên một tiếng, con dao quân đội năm cạnh đâm xuyên qua cánh tay anh và bay ra phía sau lưng. Từ khi Tiêu Chính Văn đột phá lên cảnh giới thiên thần tới giờ, lúc chiến đấu với bốn cường giả thiên thần của Âu Lục cũng chưa từng bị thương. Máu tươi tí tách nhỏ xuống. Một bóng người trông giống hệt như Tiêu Chính Văn xuất hiện ngay trước mặt anh chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lạnh tanh nhìn Tiêu Chính Văn giống như đang nhìn người chết. Nếu như ban nãy không phải Tiêu Chính Văn hạ thấp cơ thể theo bản năng thì có lẽ nơi mà con dao quân đội năm cạnh đó đâm xuyên qua không phải cánh tay trái mà là trái tim của anh. Trận chiến này có thể nói là khó khăn nhất kể từ lúc Tiêu Chính Văn sinh ra tới giờ. Bản thân biến hóa ra này quá hiểu Tiêu Chính Văn, cũng nắm quá rõ về điểm yếu của anh. Doạt, thanh giáo giải liệt long màu đỏ lại đâm về phía ngực Tiêu Chính Văn, tốc độ cực nhanh gần như khiến Tiêu Chính Văn không có cách nào né tránh. Giết, Tiêu Chính Văn nghiến chặt răng, cũng phi thanh giáo giải liệt long màu đỏ ra để tiếp đòn. Phập, thanh giáo giải trong tay Tiêu Chính Văn đâm trúng bản thân biến hóa. Thế nhưng thanh giáo dài đâm về phía Tiêu Chính Văn lại đột nhiên đổi hướng giữa đường. Không phải là nó có ý giữ lại chút cơ hội sống cho Tiêu Chính Văn. Mà là nó quá hiểu Tiêu Chính Văn, ở dưới tình thế này, Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không chọn chết chung với nó mà sẽ thay đổi phương hướng giữa chừng. Tuy nhiên, không ngờ Tiêu Chính Văn lại cứ nhất quyết làm ngược lại. Có điều, đòn đánh này cũng chỉ khiến cho đối phương bất ngờ mà thôi, Tiêu Chính Văn không dám nghĩ nhiều, lập tức thu thanh giáo dài về. Quay người đón lấy con dao thanh long yển nguyệt đang chém tới. Keng, vừa mới tránh được đòn chí mạng của con dao thanh long yển nguyệt, thanh giáo dài của Spartacus lại lao về phía Tiêu Chính Văn. Mau, ông Triệu, ông Hứa,
Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng rồi, nhân cơ hội này liên thủ giết hắn đi. Ông la lớn tiếng gầm lên với ông Triệu và ông Hứa. Sở trường của cụ ta là trận pháp, nếu như áp sát chém giết, một đòn của Tiêu Chính Văn đã có thể lấy mạng cụ ta. Sau một hồi quan sát Tiêu Chính Văn, ông la lúc này đã bị dọa sợ tới mức khắp người đầm đìa mồ hôi lạnh. Một mình Tiêu Chính Văn nghênh chiến với 5 kẻ địch mạnh cùng lúc, mà một trong số đó lại còn là phiên bản biến hóa của bản thân anh. Có thể kiên trì tới lúc này rõ ràng như thần tiên hạ phàm. Chương 2188. Loại trận pháp ảo diệu này của ông La không chỉ mới sử dụng với một mình Tiêu Chính Văn. Với những đối thủ trước kia, ngay cả một phút cũng sẽ không trụ nổi mà bị bản thân biến hóa ra kia giết chết. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể chiến đấu với phong thái chẳng hề kém cạnh, đây đã là cực hạn không phải loài người có thể đạt tới được, vậy nên càng nhìn, ra đầu ông La càng cảm thấy tê dần. Loại người như vậy tuyệt đối không được sống tiếp, nếu không sau này Hoa Sơn nhất định sẽ gặp phải họa lớn. Mãi tới lúc này, cụ ta mới hiểu ra tại sao trưởng lão Hoa Sơn ngoài lãnh thổ lại cứ khăng khăng bắt 11 người bọn họ ra tay cùng lúc. Gần như đã đánh cược toàn bộ nền móng của Hoa Sơn để sống còn với một cậu thanh niên ở cảnh giới thiên thần. Chỉ bởi vì Tiêu Chính Văn quá đặc biệt, nếu như cho anh thời gian tiếp tục phát triển thì chắc chắn sẽ phá hoại cục diện tổng thể của cường giả ngoài lãnh thổ. Lúc này, bên ngoài đã bố trí thiết bị quay phim tầm cao để quan sát trận chiến lịch sử này từ phía xa. Bên trong căn phòng bí mật của Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn trên màn hình, cứ thế siết chặt nắm đấm. Tiêu Chính Văn, đợi tôi dung hợp trái tim rồng Hắc Long xong, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Trận chiến ở Giang Trung ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của thiên tử. Không những được truyền thông phát sóng trên toàn quốc từ xa bằng những thiết bị quay tầm cao, Hắc Băng Đài còn cử rất nhiều người đến quan sát nhất cử nhất động ở hiện trường. Thiên tử liếc nhìn đồng hồ đã gần giữa trưa, cũng may cho đến bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa để lộ thế cục bại trận. Tần Vũ cũng đang lo lắng đi tới đi lui. Mặc dù 11 người mà Hoa Sơn cử ra lần này, đã có 8 người thiệt mạng, hơn nữa trong đó lại còn có 2 cường giả cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Nhưng những người còn lại như ông Triệu, ông Hứa và người tinh thông trận pháp như ông La mới chính là sức chiến đấu chủ yếu trong 11 người. Đặc biệt ông La còn là người xuất sắc của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao ở vùng ngoài lãnh thổ, có rất nhiều cường giả ngoài lãnh thổ đều vô cùng kính nể ông La. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như vậy, Tiêu Chính Văn còn có thể chiến thắng trở về hay không cũng chưa biết được. Két, cổng thiên tử các bị người khác dùng sức đẩy ra, đại trưởng lão Tông Miếu vội bước nhanh đến. Đại trưởng lão, sao rồi? Bọn họ có đồng ý ra tay giúp đỡ không? Thiên tử vội vàng bước lên hỏi. Chương 2189. Sắc mặt đại trưởng lão hết sức khó coi, lắc đầu nguầy nguậy, lo lắng không thôi nói, các cao thủ ngoài lãnh thổ gần như đã thống nhất với nhau, bọn họ đều muốn dồn vua Bắc Lương vào chỗ chết. Hơn nữa, lần này các cường giả ngoài lãnh thổ trở về dường như hơi khác thường, cuộc họp mặt lần này thái độ của các cường giả ngoài lãnh thổ đều rất kiên quyết, hoàn toàn khác với trước đây. Đối phương còn nói, thiên tử của một năm sau có còn là thiên tử của bây giờ hay không, vẫn còn rất khó nói, cho nên, nói đến đây, lông mày đại trưởng lão nhíu chặt, trong ánh mắt để lộ vẻ mặt lo lắng. Bây giờ không chỉ là vấn đề về tính mạng của Tiêu Chính Văn khó đảm bảo, có lẽ sự trở lại của các cường giả ngoài lãnh thổ đối với thiên tử mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ông nói cái gì? Tần Vũ chợt quay đầu về phía đại trưởng lão. Tôi có thể cảm nhận được giữa các cường giả ngoài lãnh thổ dường như đã đạt được sự nhất trí với nhau, nói cách khác sau khi bọn họ trở về, sự việc dùng rượu tước binh quyền có lẽ sẽ phải lặp lại một lần nữa rồi. Đại trưởng lão nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó sở dĩ Tống Thái Tổ có thể khoác áo bào dùng rượu tước binh quyền, một mặt là bởi lúc đó các cường giả ngoài lãnh thổ đã trở về, mặt khác là do quân chủ còn nhỏ không được sự tin tưởng của mọi người. Nhưng bây giờ thiên tử đã không còn là đứa trẻ. Vậy thì để thay đổi vị trí của thiên tử chỉ có một cách, đó là dùng sức mạnh quân sự hoặc dư luận của toàn quốc ép thiên tử nhường ngôi. Đám khốn khiếp, chẳng lẽ bọn chúng không biết như thế là đang mưu đồ tạo phản sao? Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tạo phản, bọn chúng vốn là người của vùng ngoài lãnh thổ, sao có thể nói là tạo phản được? Hơn nữa, bọn chúng chỉ muốn chuyển rời chiến trường trở lại giới thế tục. Thì sao có thể quan tâm sẽ ảnh hưởng đến giới thế tục chứ? Đại trưởng lão nói xong,
quay lại nhìn về phía thiên tử. Thiên tử khẽ phẩy tay nói, tôi có khí vận trên người, không phải bọn chúng muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy. Việc quan trọng bây giờ vẫn là Tiêu Chính Văn, cho dù như thế nào cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Có vua Bắc Lương, có Điện Thần Long và những người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, thì chúng đừng hòng làm mưa làm gió, nhưng nếu như không có Tiêu Chính Văn ở đây, Điện Thần Long mà bị phá hủy thì còn ai có thể bảo vệ cho người dân Hoa Quốc. Nghe vậy, cả Tần Vũ và Đại trưởng lão đều lần lượt im lặng. Bây giờ ân oán giữa Hoa Sơn và Tiêu Chính Văn đã không còn là việc người ngoài có thể nhúng tay vào. Cả hai bên đều là những cường giả cảnh giới thiên thần, cho dù cử ra hàng trăm hàng ngàn cường giả cảnh giới thiên vương cũng chỉ biến thành cho tàn mà thôi. Nếu không có sự ủng hộ của các cường giả ngoài lãnh thổ, giới chính trị vốn không cách nào chi phối được Hoa Sơn, cũng không có cách nào trợ giúp Tiêu Chính Văn. Chương 2190. Thiên tử, mặc dù La Thiên Vũ và Triệu Hoa Phong cũng là những cường giả trong những người cùng đẳng cấp ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng Hắc Băng Đài chúng tôi dù có điều động hết binh lực, e rằng cũng không phải là đối thủ của chúng. Tần Vũ ủ rũ cúi đầu nói. Tên tuổi của La Thiên Vũ rất nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ, người này thật sự không dễ đối phó chút nào. Hơn nữa, nhìn từ video thì Triệu Hoa Phong cũng chưa dùng hết toàn bộ sức lực, kết quả của trận chiến này rất khó đoán. Nhưng thiên tử yên tâm, tôi tin rằng người tốt như vua Bắc Lương sẽ được trời phù hộ thôi. Đại trưởng lão bất lực thở dài nói. Khi cuộc chiến giữa các cường giả cảnh giới thiên thần xảy ra, sẽ không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể giúp được bên nào. Cho dù là Âu Lục, khi bốn cường giả cảnh giới thiên thần mất mạng, ngoài khuất phục ra thì cũng không còn cách nào khác. Thiên tử nghe thấy điều này, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Vào giờ phút này, cả thế giới gần như đều đổ dồn tầm mắt về phía Giang Trung. Vô số phương tiện truyền thông đẳng cấp trên thế giới đều rối rít chạy đến hiện trường. Các cường giả cảnh giới thiên thần liên tiếp ra tay, điều này cũng đã giải thích rõ được vấn đề. Chẳng lẽ hiệp ước không được can thiệp vào giới thế tục của các cường giả cảnh giới thiên thần đã bị hủy bỏ? Điều đáng sợ nhất không phải có một hay hai cường giả cảnh giới thiên thần can thiệp vào giới thế tục, mà là tất cả các cường giả cảnh giới thiên thần đều có thể tự do đi lại trong giới thế tục. Sự khác nhau lớn nhất giữa cường giả cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương là thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không cách nào giết được cường giả cảnh giới thiên thần. Nói cách khác, khi có một đám người không còn phải chịu sự uy hiếp của vũ khí trên thế giới thì đám người này có tư cách áp đảo quần chúng. Đến lúc đó, luật pháp trên thế giới cũng sẽ không cách nào ràng buộc những người này, luật pháp của tất cả các quốc gia cũng sẽ biến thành một tờ giấy vụn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không chỉ cục diện thế giới sẽ thay đổi, mà ngay cả chế độ pháp lệnh trên toàn thế giới cùng với những quy luật của thế giới cũng sẽ thay đổi theo. Lúc này, ông Chu và Khúc Hoành đang ở trang viên vùng ngoại ô phía Tây Long Kinh cũng chăm chú nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn. Ngay cả ông Chu cũng phải há hốc mồm khi thấy sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn. Trước đây, ông ta cũng như ông Hứa và đám người ông La, đều cho rằng 11 cường giả cảnh giới thiên thần cùng lúc ra tay nhất định sẽ nghiền nát Tiêu Chính Văn. Nhưng kết quả lại là 8 cường giả cảnh giới thiên thần đều thiệt mạng, chỉ còn lại 3 người có sức chiến đấu mạnh nhất. Chương 2191. Ông Chu, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thật quá đáng sợ, lỡ như 3 người bọn họ cũng bị hạ gục, vậy Hoa Sơn chẳng phải, Khúc Hoành lo lắng nói. Hừ, câm cái miệng quả của ông đi, ông La là ai chứ? Ông ta là người xuất sắc của những người cùng đẳng cấp cảnh giới thiên thần 2 sao trong số những cường giả ngoài lãnh thổ. Sao có thể không bằng một thằng danh như Tiêu Chính Văn? Hôm nay Tiêu Chính Văn nhất định phải chết, ông Chu lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, người còn lo lắng hơn cả hai người họ, phải nhắc đến bên phía Âu Lục. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Âu Lục, còn có rất nhiều người bày tỏ thái độ không phục. Đường đường là Âu Lục. Sao có thể bị một mình Tiêu Chính Văn chinh phục được chứ? Ngay cả Thành Vương Tư trước đây cũng chưa thể chinh phục hết cả toàn bộ Âu Lục. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt này, những người dám thổi phồng không kiêng nể sau khi Tiêu Chính Văn rời đi đã ngậm miệng lại trong chốc lát. Với sức lực của một người mà dám đánh với 11 cường giả cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn đánh suốt buổi sáng mà chưa bị hạ gục. Sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn mạnh cỡ nào? Chỉ cần cường giả ngoài lãnh thổ không trở về, thì hầu như không có ai trong Âu Lục có thể đối đầu được với Tiêu Chính Văn. Bây giờ,
mọi người đã biết vì sao lúc đó tôi vẫn luôn dùng mọi cách để bảo vệ Tiêu Chính Văn rồi chứ. André nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng nói với những thành viên của 10 gia tộc lớn ở phía sau. Cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều người trong 10 gia tộc cho rằng, sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể hoành hành ở Âu Lục thì tội của André là không thể tha. Nhưng bọn họ nhìn thấy cảnh này mới hiểu được ý tốt của André. Sức chiến đấu kinh người mà Tiêu Chính Văn thể hiện lúc này còn kinh khủng hơn nhiều khi anh giao đấu với đám người vua Arthur. Ngay cả khi André nhìn thấy Tiêu Chính Văn nghênh chiến với 11 cường giả cảnh giới thiên thần cùng lúc, hai tay đã run không ngừng, bản thân không chết dưới tay Tiêu Chính Văn đã được xem là mạng lớn rồi. Vào giờ phút này, Tiêu Chính Văn đang chiến đấu càng lúc càng hăng. Ông Hứa và ông Triệu tung ra liên tiếp mười mấy đợt tấn công, đều bị Tiêu Chính Văn chắn lại. Nếu như không phải còn trận pháp lớn của ông La, thì ngay cả bọn cũng khó giữ được tính mạng. Người này hết sức kỳ quái, tuyệt đối không thể để cho cậu ta sống sót, nhất định phải giết cậu ta. Ông Triệu giơ thanh kiếm dài lên, kết hợp với ông Hứa cùng lúc đánh vào Tiêu Chính Văn từ phía sau. Chương 2192. Tiêu Chính Văn cũng đột nhiên quay người lại, con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo dài liệt long màu đỏ đồng thời phóng ra. Lao thẳng về phía ông Hứa và ông Triệu. Nhất thời, ánh sáng mờ mịt tỏa ra bốn phía, trên không trung chỉ có một màu trắng bạc. Ngay cả máy quay ở xa cũng xuất hiện hiện tượng chói lóa trong thời gian ngắn. Nhiệt độ cao và sóng nhiệt mạnh mẽ ngay lập tức bao phủ chiếc máy quay ở gần. Thậm chí, hậu quả của cuộc đối đầu giữa ba người còn làm sập một vùng rộng lớn các ngôi nhà xung quanh. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng khó chịu không kém. Anh cảm thấy da thịt rách ra, máu chảy ròng ròng. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn hiên ngang, cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ, đứng yên một cách kiêu hãnh. Điều khiến Tiêu Chính Văn lo lắng nhất là bản thân được biến hóa ra kia. Dù sao thì chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân nhất. Lúc này, bản thân biến hóa kia thật sự đã nhắm đúng thời điểm, tấn công về phía sau Tiêu Chính Văn. Bằng! Tiêu Chính Văn không hề quay đầu lại mà phóng thanh giáo ngược về phía sau. Mũi thanh giáo màu vàng kim cắt đứt thanh giáo dài của người đàn ông kia thành từng khúc. Phụt, thanh giáo xuyên thẳng qua ngực người đàn ông phía sau, nhưng không có máu bắn ra, cũng không có tiếng kêu la thảm thiết, chỉ có một làn khói đột nhiên tản ra. Tiêu Chính Văn được biến hóa ra kia cứ thế biến mất không dấu vết. Ông La ở đằng xa phun ra một ngụm máu lớn. Ba hình người biến hóa ra đều là một phần trong trận pháp của cụ ta, bất cứ thể biến hóa nào chết trong trận chiến sẽ gây ra tổn thất lớn cho ông La. Đặc biệt là Tiêu Chính Văn được biến hóa ra, mới chính là cốt lõi của trận pháp này. Khi ông La bị thương, hai thể biến hóa còn lại cũng trở nên mờ ảo, dần trở nên yếu đi. Nhưng Tiêu Chính Văn không dám dừng lại một khắc nào, anh lại phóng thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Hai bóng người được biến hóa ra kia cũng hóa thành làn khói trắng. Phụt, ông La cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, sau khi phun ra một ngụm máu nữa thì lập tức ngã xuống đất, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với ánh mắt không cam lòng. Sao có thể như vậy chứ? Sao cậu ta lại có thể tự đánh bại chính mình? Ông La thật sự không hiểu Tiêu Chính Văn đã làm điều đó bằng cách nào. Ông La, ông La. Chương 2193. Ông Triệu và ông Hứa vội vàng chạy đến đỡ ông La bị thương nặng dậy, nỗi lo sợ trong lòng không ngừng tăng lên. Mau, mau giết cậu ta đi, không thể để cậu ta sống sót. Ông La run rẩy nói. Ở vùng ngoài lãnh thổ, cụ ta cũng đã dùng phương thức này để giết rất nhiều cao thủ, ai cũng là kỳ tài cảnh giới thiên thần. Nhưng trong số họ, chưa từng có ai có thể chiến thắng chính mình. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại làm được điều này. Chỉ từ điểm này có thể thấy, Tiêu Chính Văn quả thực là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Ông Triệu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ném thanh kiếm dài trong tay ra phía sau, duỗi tay cởi áo bảo ra, khí tức quanh người cũng lập tức thay đổi. Lúc này, ông Triệu đã biết bản thân không còn đường lui nữa, nếu Tiêu Chính Văn không chết thì cụ ta sẽ chết. Vào thời khắc sinh tử này, ông Triệu đã không còn gì để mất. Ông Hứa cũng cởi áo bào. Dùng ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chính Văn. Định liều mạng sao? Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai người bọn họ, cũng cởi áo khoác ra, để lộ làn da màu đồng. Cậu vẫn luôn đợi chúng tôi thể hiện thực lực à? Ông Triệu liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Bọn họ đều là những cường giả tuyệt thế trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, ít nhất là ở giới thế tục,
mấy người Âu Lục kia vốn không thể so sánh với hai người bọn họ. Dù sao thì cũng trưởng thành ở hoàn cảnh khác nhau, ở vùng ngoài lãnh thổ hầu như ngày nào cũng phải đối mặt với trận chiến sinh tử. Còn mấy vị cảnh giới thiên thần hai sao kia lại sống ẩn dật. Sự khác biệt giữa cường giả hai nơi này là vô cùng to lớn. Đó là lý do tại sao Tiêu Chính Văn có thể giết chết 8 người trong số bọn họ ngay từ đầu nhưng vẫn không thể đánh bại 3 người bọn họ. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, hiểu biết trận pháp hay về tâm tính thì ông Triệu và ông Hứa đều hơn hẳn những người khác. Các ông đề cao bản thân quá rồi, tôi chỉ muốn xác thực một vài thứ mà thôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt ông Triệu và ông Hứa tối sầm lại. Tiêu Chính Văn, cậu quả thực rất giỏi, nhưng sau trận chiến vừa nãy, cậu đã bị thương rất nặng, còn chúng tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Khoảng cách giữa cảnh giới thiên thần một sao và cảnh giới thiên thần hai sao giống như khoảng cách giữa trời và đất. Nếu hai chúng tôi cùng dùng toàn lực để ra tay thì cậu còn có thể chống cự được bao lâu chứ? Ông Triệu vừa nói, một màn ánh sáng vàng bao phủ khắp cơ thể. Một con rồng vàng lớn đột nhiên xuất hiện, giống như quay quanh người ông Triệu trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn, tôi nói lại lần nữa, cậu tự sát đi, nếu hai người chúng tôi dùng toàn lực thì cậu sẽ không có đường thoát đâu. Nếu chúng tôi đích thân ra tay giết cậu thì giữa vùng ngoài lãnh thổ và giới chính trị sẽ sinh ra khoảng cách. Tôi tin rằng cậu cũng không hy vọng thiên tử phải đối mặt với vô số cường giả vùng ngoài lãnh thổ đâu nhỉ. Chương 2194. Ông Hứa chắp tay sau lưng, khí tức không ngừng tỏa ra. Hừ, các ông còn là con cháu của Hoa Quốc sao? Mặc dù tôi chưa từng đến vùng ngoài lãnh thổ, nhưng tôi nghĩ các ông còn hiểu rõ ý đồ của đám người vùng ngoài lãnh thổ hơn tôi. Bọn chúng muốn cắt đứt quốc vận của Hoa Quốc, muốn vĩnh viễn chà đạp Hoa Quốc. Còn các ông huênh hoang tự đắc, lại muốn trở thành anh em với bọn chúng sao? Đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt của ông Hứa và ông Triệu cũng trở nên khó coi. Tiêu Chính Văn, có một số chuyện không giống như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, chúng tôi là vì đại nghĩa. Bằng không, tại sao hôm nay không có ai đến giúp cậu chứ? Tại sao cao thủ trong giới chính trị ở vùng ngoài lãnh thổ không chịu quay về? Bởi vì đại nghĩa là thứ mà kẻ hèn hạ thấp kém như cậu không thể hiểu được. Càng không phải là thứ mà cậu có thể đoán được, thuận theo ý trời mới có thể trường tồn lâu dài. Ông Triệu lạnh lùng quát lớn. Nếu không phải vì kiêng sợ chém giết Tiêu Chính Văn sẽ khiến bản thân mang tiếng xấu thì ông Triệu đã không nương tay với Tiêu Chính Văn từ lâu. Mặc dù bọn họ đến là do nhận lệnh, nhưng tội danh giết chết Tiêu Chính Văn, bọn họ vẫn không gánh nổi. Hàng tỷ người ở Hoa Quốc sẽ không dung thứ cho một kẻ sát nhân đã giết chết vua Bắc Lương. Trong lòng hai người họ đều hiểu rõ, ai giết chết Tiêu Chính Văn thì đều phải lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng cường giả vùng ngoài lãnh thổ sẽ trở lại, để dập tắt cơn giận của nhân dân thì sẽ phải giết chết hung thủ. Thuận theo ý trời mới có thể trường tồn lâu dài sao? Ha ha ha, thật nực cười. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng bật cười lớn. Thuận theo ý trời cái quái gì chứ? Chẳng qua là muốn tranh đoạt khí vận Hoa Quốc, muốn khí vận ngay cả trời đất cũng đố kỵ kia được thêm vào người mình. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu sao? Hành động của cậu bây giờ đã đắc tội với tất cả cao thủ ngoài lãnh thổ, lẽ nào cậu cho rằng vùng ngoài lãnh thổ chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần thôi sao? Ở vùng ngoài lãnh thổ, cường giả cảnh giới nhân vương nhiều vô kể, dựa vào một mình cậu, cho dù toàn thân sắt đá thì cũng có thể mài được bao nhiêu cái đinh chứ? Đại cục không phải là thứ mà một mình cậu có thể khống chế. Ông Hứa kiêu ngạo khuyên bảo. Hừ, một mình tôi sao? Phía sau tôi là 100 triệu người dân Hoa Quốc. Phía sau tôi là thiên tử Hoa Quốc ngay thẳng chính trực. Tiêu Chính Văn tôi đời này đã trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, lần nào không gặp nguy hiểm muôn phần. Thêm một lần nữa thì có sao? Tiêu Chính Văn tôi làm việc, từ khi nào lại cần sự giúp đỡ chứ? Cho dù là vùng ngoài lãnh thổ thì cũng đừng hòng khống chế ý chí của Tiêu Chính Văn này. Cùng với tiếng quát giận dữ của Tiêu Chính Văn, trời đất đều biến sắc, mây rông trên trời cuộn trào, thiên uy chấn áp, vũ trụ sao trời gần như đồng thời chuyển hóa trong chốc lát. Nếu cậu đã muốn chết thì hôm nay chúng tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Ông Triệu quát lớn, mang theo thần uy vô hạn đánh về phía Tiêu Chính Văn. Chương 2195. Sau những hiệp đấu, Tiêu Chính Văn rõ ràng đã cạn kiệt sức lực, cụ ta không tin Tiêu Chính Văn vẫn đủ sức đánh một trận nữa.
hơn nữa cụ gia đã có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chính Văn đang yếu dần. Có thể nói là đoạt mạng lúc đang mang bệnh nặng. Cơ thể ông chịu chấn động mạnh, bỗng vung tay lên, thanh kiếm dài trước đó bị ném đi bỗng bay vào lòng bàn tay cụ ta, ngay sau đó đâm một kiếm ra. Một vầng sáng bạc phát ra từ trong thân kiếm, ngay lúc này kiếm khí mạnh mẽ không gì sánh được xuyên thủng vào không trung. Sở dĩ ông Triệu được gọi là người có sức chiến đấu đỉnh cao trong 11 người không phải vì bản thân cụ ta mạnh thế nào, mà là cụ ta có thiên tinh cửu diệu trận pháp bí mật bị thất truyền của Hoa Sơn. Nói chính xác thì thiên tinh cửu diệu này đã vượt qua phạm trù của trận pháp, thuộc về một loại bí thuật. Thậm chí không nói ngoa khi mô tả nó là thiên công cái thế. Vì nguồn gốc của thiên tinh cửu diệu này rất lớn, là một bí thuật bí mật mà tổ tiên của Hoa Sơn bế quan gần 100 năm mới lĩnh hội được. Khác với các trận pháp bình thường, thiên tinh cửu diệu chỉ tập trung vào chòm sao Bắc Đẩu, Phá Quân và Tham Lang. Thế nên nó càng tinh xảo, sức tấn công cũng nhỉnh hơn các trận pháp khác. Hễ là người thông thạo thiên tinh cửu diệu thì sức chiến đấu là bất khả chiến bại, dù là cảnh giới thiên thần 2 sao cũng ít có ai địch lại được. Huống hồ Tiêu Chính Văn chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần. Hơn 100 năm trước, lúc Triệu Hoa Phong vừa đến vùng ngoài lãnh thổ đã từng đánh nhau với một cường giả ngoài lãnh thổ cùng cấp bậc, chỉ với một kiếm đã chém chết đối phương. Như thế mới giúp cụ ta có địa vị trong các cường giả ngoài lãnh thổ. Xét về uy lực thì tuyệt đối không thua kém gì từ trường bản thân mà Tiêu Chính Văn lĩnh hội. Hơn nữa ngay cả ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục thì tư liệu về thiên tinh cửu diệu rất hiếm thấy. Vì người thật sự lĩnh hội được trận pháp này chỉ có mấy chục người mà thôi. Lúc này thiên tinh cửu diệu của Triệu Hoa Phong lao ra, thậm chí sắc trời cũng thay đổi, tầng mây trên bầu trời đều đang chuyển động. Uy lực này như muốn lay động cả trời đất. Rít, tiếng kiếm vang kinh thiên động địa, thậm chí ngoài mấy chục cây số cũng có thể nghe rõ mồn một. Đòn tấn công này gần như vượt qua một đòn hợp sức của mấy cường giả cảnh giới thiên thần ở Âu Lục. Thấy đòn tấn công kinh thiên động địa của Triệu Hoa Phong đâm đến, Tiêu Chính Văn lau đi vết máu trên khóe môi, lạnh lùng nói, ông muốn đánh thì đánh. Nói xong, ánh mắt anh lóe lên luồng sáng. Sau đó hơi thở cả người lần nữa mạnh hơn, xung quanh phóng ra một vầng sáng màu vàng chói. Phá, một tiếng hét lớn vang lên, thanh giáo giải liệt long lại lao ra lần nữa. Chương 2196. Lúc này cả bầu trời bỗng xuất hiện một màn sáng chói mắt. Thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che khuất. Cả giang trung như mọc thêm mặt trời thứ hai. Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sáng mạnh mẽ vô cùng chói mắt chiếu xuống. Lúc này hầu như người trên khắp thế giới đều nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám tin đây là sức mạnh của con người. Đòn tấn công này có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Mặc dù Tiêu Chính Văn đang bị thương nặng nhưng khí thế không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng lên, khiến Andre ở Âu Lục xa xôi không khỏi ngạc nhiên đến mức biến sắc. Cảnh giới thiên thần một sao cũng có thể mạnh như thế sao? Lúc này ngay cả ông Hứa đứng gần trong gang tấc cũng có cảm giác muốn bỏ chạy. Đây đã không phải là sức chiến đấu của thiên thần một sao nữa rồi, cụ ta tự hỏi nếu đổi lại là cụ ta, chắc chắn rất khó để đỡ lấy nhát kiếm đó. Ông La còn kinh ngạc hơn. Tiêu Chính Văn đã bị thương nặng, bị con dao quân đội năm cạnh đâm vào một cánh tay thế mà còn có sức chiến đấu như thế. Thậm chí cụ ta không dám chắc mình có phải đang đánh với con người hay không. Lẽ nào cậu ta là một bậc thiên thần sao? Giết, Tiêu Chính Văn bỗng gào lên, thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay lại lóe lên ánh sáng chói mắt. Vút, không trung trong vòng mấy trăm mét xung quanh đều đang chấn động, mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Lúc này bầu trời dường như sắp bị một lực cực lớn tách ra làm hai. Khoảnh khắc này Tiêu Chính Văn cũng nâng khí thế của bản thân lên đến cực điểm. Ông Hứa, mau lên, tôi và ông liên hợp lại giết cậu ta. Bây giờ cậu ta đã là ánh sáng phản chiếu, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cậu ta chắc chắn sẽ chết. Triệu Hoa Phong hét lên với ông Hứa. Thật ra không cần ông Triệu nói, ông Hứa và ông La cũng có ý nghĩ như thế. Tiêu Chính Văn đang thiêu đốt mạng sống. Lúc này ông Hứa cũng bộc phát sức mạnh cực điểm, vung kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ cần kiên trì thêm 5 phút nữa, sức mạnh của Tiêu Chính Văn nhất định sẽ yếu dần, lúc đó chính là lúc chết của Tiêu Chính Văn. Kiên trì thêm,
các ông nghĩ có cơ hội giết tôi sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sát khí. Chết đi! Chương 2197. Một tiếng kinh thiên động địa phá tung bầu trời vang lên, ông Triệu ra tay lần nữa. Giết! Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn cũng hành động, vung tay lên, con dao quân đội năm cạnh lao về phía ông Hứa, thanh giáo dài liệt long màu đỏ mang theo uy lực cực mạnh phóng đến chỗ Triệu Hoa Phong. Ầm ầm, liên tiếp vang lên hai tiếng nổ cực lớn như tiếng sấm, ông Hứa bay ngược về phía sau, hộc máu, thanh kiếm dài cũng văng ra khỏi tay. Triệu Hoa Phong bị chấn động lùi về sau mấy chục bước, Tiêu Chính Văn lau máu trên khóe môi, nở nụ cười dữ tợn. Thiên tinh cửu diệu cũng chỉ đến thế thôi. Qua vài hiệp đấu, Tiêu Chính Văn mơ hồ nhận ra tại sao Triệu Hoa Phong lại mạnh như thế. Thiên tinh cửu diệu được ghi chép lại trong Thiên Sơn Thư Lục khác biệt với thiên tinh cửu diệu thực tế. Mặc dù đều là từ trường kích thích trong vũ trụ, nhưng thiên tinh cửu diệu lại không giống những trận pháp khác. Lực của sao bắt đầu thường nghe nói đến chính là sát khí. Sát khí trong thiên tinh cửu diệu bắt nguồn từ đây. Thế nên mỗi một đòn của ông Triệu đều vô cùng mạnh. Hơn nữa thiên tinh cửu diệu có hiệu quả giống như từ trường cơ thể mà Tiêu Chính Văn lĩnh hội. Ngay sau đó, hơi thở quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thu lại, ngay cả mái tóc dài đen nhánh cũng dần biến thành màu trắng xám. Nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như kiếm, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cả thế giới càng có khí chất bất bại. Ông Hứa miễn cưỡng chống người lên, bò từ xuống đất dậy, không cam lòng nhìn Tiêu Chính Văn. Con dao quân đội năm cạnh chỉ là vũ khí trợ sức của Tiêu Chính Văn nhưng lại có thể đánh ép cụ ta lùi lại, thậm chí khiến cụ ta bị thương. Đây là nỗi nhục nhã cực lớn. Trong lòng vừa phẫn uất vừa có nỗi sợ hãi không tên với Tiêu Chính Văn. Giết, Triệu Hoa Phong phát ra tiếng gào tức giận từ tận đáy lòng, quanh người bỗng được bao phủ bởi một màn ánh sao màu bạc. Đã đến bước này, không phải Tiêu Chính Văn chết thì họ chết. Bây giờ không còn đường lui nữa, càng không cần phải lùi bước. Tiếng hét vang lên, chín ngôi sao chói mắt trên bầu trời bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chòm sao bắt đầu chưa từng chói mắt như hôm nay, sao phá quân và tham lang cũng chưa từng chói lọi như thế. Dù đang là ban ngày nhưng ánh sao lại có thể sánh ngang với ánh mặt trời. Tiêu Chính Văn, đây là do cậu ép tôi. Cậu có thể chết dưới thiên tinh cửu diệu cũng không oan uổng. Chịu chết đi, dứt lời, kiếm quang vung lên, vầng sáng bạc hiện lên khắp bầu trời. Lúc ông Triệu dùng hết sức ra đòn, trong hang động thiên phủ ở núi Cửu Long xa xôi có một người đàn ông trẻ với mái tóc dài tung bay chậm rãi đứng dậy từ trên đài sen trắng. Chương 2198. Người đàn ông trẻ nhìn ông già đứng bên cạnh và nói, người đó là Triệu Hoa Phong của Hoa Sơn đúng không? Ông già đó chính là Tiêu Long. Tiêu Long khẽ nhíu mày, tôn thượng, thật ra từ mấy ngày trước, con trai của Từ Thiên Thuật bị đánh, cường giả ngoài lãnh thổ đã lên kế hoạch. Lần này phái mười mấy cường giả cảnh giới thiên thần tới là muốn chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của Hoa Quốc. Nếu như Tiêu Chính Văn chết, ba trái tim rồng sẽ mất chủ, như vậy càng khó mà khai quật di tích Long tộc. Tiêu Long nói những lời này không để xen chút cảm xúc, như thể cụ ấy đang nói về chuyện gì đó không liên quan đến mình. Nghe vậy, người lập ra phái Quang Minh là Hạo Thiên quay đầu lại đánh giá Tiêu Chính Văn, đột nhiên ngẩng đầu bật cười, Tiêu Long. Lẽ nào ông không lo lắng cho cháu trai của ông chút nào sao? Tiêu Long khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, sống chết có số, nếu mạng của nó chỉ đến thế thì tôi cũng không cứu được. Đại cục luôn biến đổi, ai có thể bảo vệ tất cả những người xung quanh mình được đây? Hạo Thiên khẽ lắc đầu nói, không, cậu ấy không thể chết, ít nhất không phải bây giờ. Đám người Vũ Thiên Tôn quá ngu ngốc, chỉ muốn bản thân có được tim rồng. Nhưng lại không biết người có được tim rồng phải trả giá rất đắt. Nếu Tiêu Chính Văn đã có ba trái tim rồng, tại sao không để cậu ấy có được năm trái, sau đó khai quật di tích Long tộc, mở ra những bí mật bên trong. Nói đến đây, Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, khẽ nhắm mắt lại. Tiêu Long cau mày nói, tôn thượng, nếu như đắc tội với Hoa Sơn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài đấy. Hơn 20 năm gia nhập phái Quang Minh, Tiêu Long luôn một lòng trung thành mới giành được sự tin tưởng của Hạo Thiên. Bây giờ, đã đến thời khắc mấu chốt, càng không thể để mọi nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ bể. Thực ra trong lòng cụ ấy sớm đã vô cùng lo lắng. Tiêu Chính Văn là hậu duệ duy nhất của nhà họ Tiêu,
sao có thể không sốt ruột chứ? Nhưng càng những lúc như thế này, càng phải bình tĩnh. Hoa Sơn, chúng ta không giết người, vào những lúc như thế này này, trên tay càng không thể dính máu. Về phần mấy người phe Vũ Thiên Tôn, cứ để bọn họ làm theo ý mình là được. Dù sao tương lai của phái Quang Minh cũng không phải do bọn họ quyết định. Hạo Thiên thản nhiên nói. Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Tôn Thượng, Tiêu Long gật đầu nói. Nghe giọng điệu của Tiêu Long bình tĩnh như vậy, Hạo Thiên hơi khó hiểu hỏi, Tiêu Long, tôi rất muốn biết tại sao ông lại bình tĩnh như vậy. Người đời đều có tình cảm, tình thân là thứ khó vứt bỏ nhất. Đừng nhìn Hạo Thiên vẫn còn trẻ như vậy mà lầm, tuổi của cụ ta thực ra còn lớn hơn Tiêu Long rất nhiều, nên vô cùng hiểu rõ lòng người. Cho dù tôi không muốn từ bỏ thì có thể làm được gì chứ, Tôn Thượng, nói thật lòng, đứng trước tình huống như vậy ngay cả tôi cũng cảm thấy giống như một hạt cát giữa sa mạc, mạng sống của chính mình còn không thể bảo đảm, còn nói gì đến việc lo cho người khác. Chương 2199. Không phải tôi không muốn cứu, cũng không phải trong lòng không lo lắng, mà là vạn vật trên đời này sẽ không thay đổi theo ý của mình, giống như hơn 20 năm trước, lúc Tôn Thượng cứu tôi. Ai có thể ngờ rằng lúc đó tôi lại bị hãm hại, rơi vào đường cùng. Khi Tiêu Long nói lời này, cụ ấy không khỏi rơm rớm nước mắt. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Những gì Tiêu Long nói cũng chính là những gì cụ ta nghĩ trong lòng. Đừng nói Tiêu Long, ngay cả cụ ta cũng cảm nhận được sự bất lực vô cùng sâu sắc, bởi vậy cụ ta mới luôn sống ẩn ở đây. Chúng ta đi thôi, nói xong, Hạo Thiên và Tiêu Long bước ra khỏi động thiên phủ. Bên kia, ông Triệu lại tiếp tục tung ra tuyệt chiêu sở trường thiên tinh cửu diệu, trận pháp này do hai chòm sao Bắc Đẩu và Tham Lang Phá Quân tạo thành. Khi ánh sáng mạnh này tản đi, trong bán kính trăm mét, sát khí tràn ngập, thậm chí ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên nhạt nhòa. Bầu trời trên đầu Tiêu Chính Văn hiện ra một hình thái cực âm dương và thiên tinh cửu diệu cứ như từ hư không rơi xuống. Hai luồng kình khí đan vào nhau, trường kiếm trong tay ông Triệu tỏa ra luồng sáng xanh, chói lọi tập trung tại một điểm. Hôm nay dù có thịt nát xương tan tôi cũng phải giết bằng được cậu. Ông Triệu gầm lên và vung kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn trông có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng không phải vậy. Thất tinh bộ pháp trong Thiên Sơn Thư Lục đã được anh dày công tu luyện, bước chân khẽ nâng lên, vị trí không ngừng thay đổi, cả ba nhát kiếm liên tiếp của ông Triệu đều không trúng. Chỉ riêng kiếm khí đã khiến cây cối ở xung quanh bị chém nát. Tiêu Chính Văn nâng thanh giáo lên rồi đánh tới, đồng thời sử dụng trận pháp, đâm ra một nhát. Một vài luồng sát khí từ nhiều hướng khác nhau lao thẳng vào người ông Triệu. Không hay rồi, mau lùi lại, ông Hứa đột nhiên hét lên một tiếng với ông Triệu. Nhưng ngay khi mũi giáo của Tiêu Chính Văn chuẩn bị xuyên vào cơ thể của ông Triệu, khóe miệng ông Triệu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Đây chính là điều mà cụ ta muốn, từ việc thăm dò ban nãy, ông Triệu đã nhìn ra, mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn cao nhưng kinh nghiệm không nhiều. Cùng lúc đó, trên thanh kiếm lóe lên luồng ánh sáng xanh. Rõ ràng là ông Triệu không cho Tiêu Chính Văn bất kỳ một cơ hội trốn tránh nào, nhất định phải giết chết bằng một đòn. Ông Triệu tự cho rằng mình đã tính toán cẩn thận, nhưng bản thân Tiêu Chính Văn không có kinh nghiệm nhiều như ông Triệu, tuy nhiên trong Thiên Sơn Thư Lục lại có vô vàn kiến thức. Với trường hợp như thế này, sao Tiêu Chính Văn lại không nhìn ra được mưu đồ của ông Triệu chứ? Vì vậy, Tiêu Chính Văn đã sớm chuẩn bị, ngay khi ông Triệu quay người lại, Tiêu Chính Văn đã lùi xa mấy chục mét. Chương 2200. Lúc luồng ánh sáng xanh xẹt qua Tiêu Chính Văn, anh đã ở khoảng cách xa hàng chục mét. Ông Triệu vô cùng tự tin nên nhát kiếm này mang uy lực trời sao tối thượng. Chắc chắn Tiêu Chính Văn không thể tránh né nhát kiếm này, nhưng tại thời điểm thanh kiếm vung ra, cụ ta lại phát hiện Tiêu Chính Văn đã biến mất. Nhát kiếm uy lực mạnh mẽ này bị rơi vào hư không. Nhưng đây không phải là điều tồi tệ nhất, ngay lúc cụ ta chém kiếm vào không khí, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện phía sau lưng và tung ra một cú đánh. Ông Triệu không phải kẻ ngốc, nếu cú đánh này trúng người thì không chết cũng trọng thương. Cụ ta muốn né tránh nhưng đã quá muộn, vì vậy chỉ có thể nghiến răng nghiêng người sang trái, dùng vai phải đỡ lấy cú đánh của Tiêu Chính Văn. Bịch, nửa người ông Triệu ngã sụp xuống. Xương trên vai phải cũng bị đánh nát, ông Triệu hét lên một tiếng thảm thiết, thanh kiếm trong tay bay thẳng ra ngoài. Không đợi ông Triệu đứng vững,
Tiêu Chính Văn nhấc thanh giáo dài lên rồi xông về phía cụ ta. Mà phía sau Tiêu Chính Văn lại đồng thời xuất hiện 9 ngôi sao chói mắt. Đó là thiên tinh cửu diệu. Mẹ kiếp, nhìn ông đây chỉ mới dùng một lần mà cậu đã biết cách dùng luôn sao. Mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng trên bầu trời đã có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng của chòm sao bắt đầu. Ông Triệu vừa trốn vừa rét run vì sợ hãi. Thiên tinh cửu diệu của Tiêu Chính Văn đã hấp thụ sức mạnh của chòm sao phá lang, cùng lúc đánh về phía ông Triệu. Chết tiệt, còn chuyên nghiệp hơn cả thiên tinh cửu diệu mà ông Triệu thi triển nữa sao? Trong lòng ông Triệu không ngừng đặt ra những dấu chấm hỏi. Thiên tinh cửu diệu là tuyệt kỹ độc môn của Hoa Sơn, sao Tiêu Chính Văn biết được chứ? Chỉ là ông Triệu đã không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện không liên quan gì đến tính mạng mình. Một luồng sáng trắng chói lọi tập trung lại một điểm và đâm xuyên qua người ông Triệu trong nháy mắt. Mãi đến khi mũi giáo đâm tới, ông Triệu vẫn trợn mắt há mồm kinh hãi. Những gì Tiêu Chính Văn thi triển không phải là thiên tinh cửu diệu chân chính. Nó hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ, nhưng nhát giáo này lại có sức mạnh của 9 ngôi sao. Lâm Trận học lỏm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.